Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn tôn kính, kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa toàn thể quý liên hữu. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 17 tháng 1 năm Tân Sửu. Con tên là Lê Thị Nà, pháp danh Liên Phương, và một số Phật tử được sự cho phép và chứng minh của ân sư, thành tâm thiết lễ trai tăng, nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho thân phụ là Lê Văn Tư, pháp danh Đức Thọ, 72 tuổi, cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền, thân tâm được an lạc, và hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, cùng thân mẫu là Hương Linh Nguyễn Thị Nan, pháp danh Tánh Hương, hưởng thọ 70 tuổi. Hương Linh cha chồng là Vương Bắc Hải, hưởng thọ 90 tuổi, và Hương Linh Nguyễn Thị Thanh Vân, pháp danh Liên Vân, hưởng dương 57 tuổi. Hương Linh Trương Thị Tuyết, pháp danh Diệu Lương, hưởng thọ 77 tuổi. Cùng tất cả chư vị Hương Linh trong khắp pháp giới được tốc xá mê độ, vãng sanh tịnh độ. Và giờ đây, trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tam bạc oai quang, hương trầm quyện tỏ, chan hòa với tấm lòng thành kính, gửi theo đám mây hương,
Chúng con hôm nay có duyên sở đầu thành tảnh lễ, xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ơn trời biển tấm lòng muôn trượng, mẹ cùng cha sinh dưỡng chúng con, năm khắc khoải tháng mỏi mòn, sớm khuya tần tảo héo hon một đời. Kính thưa quý liên hữu, trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn mang trên người một cái ơn. Cái ơn đó dù có rời loan nấp biển cũng chẳng bao giờ có thể đáp đền được, đó là công ơn sinh thành dưỡng dục của hai đấng song thân. Cha mẹ vì chúng con mà đã bao đêm trường thức trắng, vì chúng con mà nhiều bữa cơm chẳng lo bụng, chỉ để nhìn thấy chúng con lớn lên khỏe mạnh từng ngày. Cha mẹ đã chẳng ngại nắng mưa, hy sinh tất cả chỉ để thấy chúng con lớn lên và thành công trong cuộc sống. Cha mẹ đã ban tặng cho chúng con hình hài này, cũng chính cha mẹ đã ngày đêm chăm sóc, chỉ mong cho chúng con có được một tương lai thật đẹp. Mà cha mẹ đối với chúng con chưa một ngày than vãn vì sự khó nhọc đó. Đối với chúng con, công cha cao tựa trời mây, nghĩa mẹ như biển trải dày mênh mông. Cho dù chúng con có dùng vô số lời vàng ý ngọc, cũng chẳng thể nào nói hết công ơn cha mẹ đã dành cho chúng con. Dòng suối reo như lời mẹ hát, nguồn nước trong tắm mát tim thơ, dỗ dành con trọn giấc mơ, lời ru của mẹ trọn đời còn ghi. Ngoài thâm ân cao cả của cha mẹ bên cạnh đó, chúng con còn mang lặng một ân đức to lớn, đó là ân Tam Bảo và những vị thầy khả kính đã hy sinh cuộc đời riêng tư để thực nghiệm con đường chân lý, lối truyền giáo pháp Như Lai, soi sáng con đường chánh pháp cho chúng con làm tròn hiếu hạnh và gặt hái hạnh phúc trên cuộc đời. Kính bạch ân sư tôn kính, chúng con may mắn thay đời này được làm thân người, được biết đến Phật Pháp, và càng diễm phước hơn khi chúng con gặp được ân sư, được người từ bi chỉ dạy pháp môn tịnh độ của các buổi giảng vào những ngày chủ nhật. Những lời khai thị của ân sư hết sức bình dị mộc mạc, nhưng chứa đựng hết những ân tình mà người đã dành cho chúng con, tích lũy những tinh hoa từ kinh nghiệm thực tiễn và sách tấn chúng con trên bước đường tu học. Nhờ đó mà mấy năm nay chúng con cố gắng tu tập nên cuộc sống ngày càng vui vẻ an lạc hơn. Chúng con cảm thấy mình thật may mắn biết bao vì đã được người dạy chúng con nhiều điều hay lẽ phải, đã dìu dắt cho chúng con đi theo đúng con đường chánh pháp và giúp chúng con trưởng thành lên từng ngày. Thật vậy, giống như trong lời một bài hát, mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại, thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn cách xa. Chúng con xin chân thành cảm ơn người đã truyền bá văn sao của Tổ sư Ấn Quang để chúng con có cơ hội học tập những lời dạy của cổ thánh tiên hiền để sửa chữa những lỗi lầm và nâng cao đức hạnh của mình. Công ơn ấy giấu đi hết cuộc đời làm mọi hạnh nguyện của người đệ tử chúng con cũng không sao báo đáp hết được một phần trong muôn một, bởi ân giáo dưỡng một đời lên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Ôi thật sự vô cùng hạnh phúc khi đời này được làm thân người, chúng con vô vàn chân quý sinh mạng này ba mẹ đã cho con. Chúng con xin cảm ơn đấng sinh thành đã cho con đến cuộc đời này để gặp được ân sư, được nghe chánh pháp của Thế Tôn, được giác ngộ vô thường mà xả bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Chúng con vô cùng cảm kích và tri ân người. Kính bạch chư tôn tiền đức, quý ngài là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước. Vì thế, gia đình chúng con và một số Phật tử hôm nay thành tâm thiết lễ trai tăng, tiên cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng dường hiện tiền chư tôn đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an, thân phụ và thân bằng quyến thuộc của chúng con, được hồng ân Tam Bảo gia hộ tứ đại điều hòa, thân tâm an lạc phước thọ vô biên, nghiệp chướng tiêu trừ, đồng phát tín tâm chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này lên tổ tiên ông bà, nội ngoại hai bên từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như hương linh thân mẫu Nguyễn Thị Nan pháp danh Tánh Hương hưởng thọ 70 tuổi, hương linh cha chồng là Vương Bắc Hải hưởng thọ 90 tuổi và hương linh Nguyễn Thị Thanh Vân pháp danh Liên Vân hưởng dương 57 tuổi, hương linh Trương Thị Tuyết
Pháp danh Diệu Lương hưởng thọ 77 tuổi, cùng tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu thoát luân hồi vãng sanh tịnh độ. Cuối cùng, con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới được hòa bình, thiên tai dịch bệnh khắp nơi thế giới cũng như trong nước Việt Nam, và đặc biệt là tại quê hương Hải Dương của con được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Ngưỡng mong quý ngài thủy tử ai mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được được nhuần công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dân Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, cô Phật tử Liên Phương đại diện cho các gia đình dâng lời tất bạch cúng dường trai tăng. Giờ đây cung thỉnh chư tôn đức tăng và đại chúng niệm Phật để chứng minh công đức. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con không biết nói gì hơn, nguyện trên Tam Bảo thị tử gia hộ cho quý ngài phát thể được vô lượng khinh an, pháp âm lưu diễn giới đức cao tăng, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng, nhưng cũng không sao tránh khỏi nỗi nầm sơ suất. Ngưỡng mong chư tôn đức thủy tử ai mẫn hỷ xả cho chúng con. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng hiện diện ở viện chiên tu, cũng như chư tôn đức tăng ở tại chùa Quan Thánh Âm, quý Phật tử hiện diện cũng như quý Phật tử trên chùa và quý Phật tử đang xem trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn, trên YouTube và Facebook trên toàn thế giới. Hôm nay ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021, hôm nay đặc biệt có một số gia đình phát tâm cúng dường trai tăng. Giác nhàng thay mặt cho đại chúng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chấn tích Quan Lâm phóng ánh ngọc hào quang, gia hộ cho toàn thể gia đình quý Phật tử, những gia đình cô Lê Thị Là pháp danh Liên Phương, gia đình chú Đoàn Quang Vinh, gia đình chú Nguyễn Duy Kim, gia đình cô Phùng Thị Hoa, gia đình cô Trần Thị Mai. Và hôm nay cũng dừng dạy tăng cầu an cho toàn thể năm gia đình, và đặc biệt cầu siêu cho ba vị hương linh là Nguyễn Thị Lan pháp danh Tánh Hương hưởng thọ 70 tuổi, và hương linh Nguyễn Thị Thanh Vân pháp danh Liên Vân hưởng dương 57 tuổi, và hương linh Trương Thị Tuyết pháp danh Diệu Lương hưởng thọ 77 tuổi. Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ hương linh sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Không có gì bỏ tay xuống. Thưa quý vị, hôm nay một số gia đình phát tâm cúng dường trai tăng. Cái công đức này rất là thù thắng. Cái công đức mà mình cúng dường và làm những điều phước thiện, khi mình làm rồi, trên mặt hiện tượng giới mình thấy không thấy.
dù mình bỏ tiền ra mình in kinh phóng sanh như hôm nay, rồi cúng dường thức ăn phẩm vật cho chư tăng, khi mình bỏ tiền ra rồi thì mình cúng xong rồi thì trên cái hiện tượng giới của mắt phàm phu mình á, thì mình nhìn không thấy gì nữa hết trơn, tiền ra là không có, đúng không? Nhưng mà theo như cái nhân quả mà Phật dạy, nó âm thầm để nó chuyển biến á, thì nó có chỗ nào. Chúng tôi hình dung ví dụ giống như gió, quý vị nhìn không thấy, khi mà nó đụng đến cây nó phất phơ cái lá thì mình biết gió nó có. Cũng như máy lạnh nó thổi không khí ra, mình nhìn không thấy không khí, nhưng mà khi mấy cái cánh hoa nó rung rinh, quý vị thấy nó rung rinh, hiện tượng của gió nó biểu hiện qua như vậy. Cũng vậy, cái phước báu khi mà mình làm cúng dường trai tăng, in kinh phóng sanh, làm phước thiện phóng sanh á, thì khi mình gặp dữ hóa lành, gặp nạn nặng thành nhẹ. Vậy thì thí dụ mình bệnh tật nặng thì khiến cái phước báu nó chiêu cảm và nó uyển chuyển, nó sẽ xoay chuyển để mình gặp thầy thuốc tốt, hoặc giả là mình sẽ chuyển xuôi thành hơn. Điều này có. Nhưng mà cái nhân quả mà để mình làm thì chỉ có chư Phật, chư Đại Bồ Tát và những vị chứng quả thấy được cái phước thiện đó. Cho nên thành ra cái câu chuyện mà Tổ sư Ấn Quang có kể, chúng tôi nói vắn tắt, ở bên Trung Quốc có một cái gia đình đó, họ làm những điều phước thiện. Họ trồng lúa, trồng đậu, trồng ngô, trồng khoai á, họ để dành vừa đủ trong gia đình, họ ăn một năm thôi. Còn bao nhiêu họ lấy họ phát cho dân làng, người hàng xóm hết. Nhiều năm như vậy. Mà đặc biệt gia đình người này là thường tụng kinh niệm Phật, ăn chay. Cho nên khi mà cái đập lớn ở Trung Quốc, mà cái đập Hồng Hà nó vỡ đê, tức là nó tràn ngập xuống. Thì khi mà nó tràn ngập xuống thì một số người chết chạy không kịp. Nó nghe kỹ câu chuyện à. Một số người thì chạy kịp vào nhà gần như là chìm trong biển nước hết. Mà riêng cái nhà của cái ông mà hàng năm mà ông làm có ngô khoai đậu á, ông đem ông tặng cho làng xóm á, và ông thường tụng kinh niệm Phật trong nhà đó, thì cũng là vỡ đê như vậy. Nhưng mà toàn bộ gia đình ở trong nhà nhìn ra bên ngoài nước ngập á, thì không thấy nước vô nhà mà thấy như sương mù nó bao phủ cái nhà. 2-3 ngày sau khi nước rút hết thì nhà ông an toàn, không bị một cái chuyện gì xảy ra. Mình thấy giống như là huyền thoại, đúng không? Mà sự thật là như vậy. Khi làm phước thiện, nó có cái phước mà long thần hộ pháp, các vị thiện thần bảo bọc che chở cái gia đình ông này. Thì nhiều người người ta nói quái lạ, sao bao nhiêu người bị chìm nước ngập rồi, nhà cửa nước nó vào trong đó và đồ đạc hư, mà sao nhà ông này không bị? Chuyện là giống như là trong phim huyền thoại vậy. Thì có nhiều người hiểu biết, người ta mới biết rằng nhà ông này ông làm phước thiện nhiều quá. Ông bố thí gạo, ngô, khoai, bắp, ông làm phước thiện, ông giúp đỡ những người nghèo. Cho nên khi gặp nạn, có các thiện thần che chở. Chỗ này là cái chỗ mà phước thiện nó ứng hiện trong cái lúc mình gặp nạn. Cho nên cô Lê Thị là Pháp gia Liên Phương của ở bên Trung Quốc, còn trẻ, nãy cô tắc bạch, cô phát tâm về gần chùa mình mua cái nhà của tịnh tu. Thì lúc trước cổ công phu tu tập sức khỏe không có, và lễ Phật trong người nó mệt, và gần như là cổ tưởng chừng cổ theo không được. Sau rồi cổ nắm bắt cái phương cách lễ Phật của mình, của pháp hội mình, bữa nay cổ tu rất là tốt. Và khi cổ tu rồi tự nhiên cổ mới phát Bồ Đề tâm lên cúng dường trai tăng để hồi hướng 100 triệu, cúng dường để hồi hướng cho gia đình. Bắt đầu cổ tin nhân quả. Cái người không tin nhân quả, họ bỏ ra 50 ngàn để cho người khác á, họ không thể làm được. Nhưng mà họ hưởng cho bản thân của họ, có thể là mua quần áo, ăn uống, một bàn nhậu nhẹt mấy triệu, 5-10 triệu họ không tiếc. Thì con người này hưởng phước lâu ngày sẽ hết. Khi hết phước thì sao? Thân thể bắt đầu xấu xí, làm ăn bắt đầu thất thoát, bệnh hoạn, và chết trước tuổi thọ, và lúc chết không được bình an. Riêng cái cô mà
Nguyễn Thị Thanh Vân này, hôm nay chúng tôi mới nói đến cô ta. Vì hồi hôm qua chúng tôi lên thì gặp con và chồng của cô ta cũng đang ở đây. Và nhiều người trên chùa mình băn khoăn và suy nghĩ vì sao cô Vân này, cô có ăn chay niệm Phật, cô có tu hành mà sao cô gặp cái tai nạn nó khủng khiếp như vậy. Bị tai nạn giao thông tông cái dẹp ở đầu chết luôn. Hôm qua chúng tôi cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng hôm nay đọc lại cái câu chuyện văn sao của Tổ sư Ấn Quang trả lời y chang như cô Vân này luôn. Khi quý vị nghe cho câu chuyện này, quý vị mới thấy được cái nhân quả nó đặc biệt. Có những người họ làm phước thiện, họ ăn chay, họ tu hành như cô Vân, cũng như một bà cụ mà trong cái câu chuyện văn sao này người ta hỏi trực tiếp, những người Phật tử hỏi trực tiếp Tổ sư Ấn Quang. Vì sao họ ăn chay, họ làm phước thiện mà họ lại gặp những cái xui xẻo như vậy? Lý do gì? Người không hiểu nhân quả, thấy ăn chay làm phước vô ích. Bởi vì đã ăn chay làm phước, nhất là niệm Phật, phải gặp được các vị thiện thần, long thần hộ pháp che chở chứ sao mà gặp nạn như vậy. Thì chúng tôi nói cái điều này đúng với chân lý, chứ không phải là nói để an ủi cho gia đình không. Mà chút nữa câu chuyện này thầy Nhuận Minh sẽ đọc cho mọi người nghe. Hôm nay chúng tôi muốn nói điều này. Cái nhân của đời trước cô Vân và cái bà cụ trong mẫu chuyện này, cũng như một số những người tạo sát nghiệp, tức là giết chóc chúng sanh. Vì mình tạo sát nghiệp thì sát báo nó ứng hiện phải trả. Nhưng mà trong hiện tại này, cô Vân và một cái bà cụ trong mẫu chuyện này, bà đang ăn chay, bà làm phước thiện, bà gây cái nghiệp hiện tại là thiện nghiệp, để tương lai bà hưởng được cái thiện nghiệp. Còn một số người gây những cái nghiệp gọi là sát nghiệp, ác nghiệp xấu, đời này họ phải trả. Mà có những người họ trả nặng thành nhẹ, khi thọ mạng họ còn và họ có công phu đắc lực thì họ có thể chuyển được định nghiệp. Có. Khi mà họ còn thọ mạng họ chuyển được định nghiệp, mà khi mà thọ mạng họ hết, họ trả cái nghiệp này quá là cực nặng như vậy để đời sau họ không có phải trả tiếp tục nữa. Lắng nghe cho kỹ cái chỗ này à. Nhiều người người ta mất tín tâm. Ở trong này cái người người ta hỏi, người ta nói, khi con thấy bà cụ bà ăn chay mấy chục năm rồi mà bà niệm Phật mà cuối cùng bà bị xe cán chết. Y như cô là này. Cái mẫu chuyện này y chang như là cô Vân này. Quên nói chuyện cô là. Cô là chắc không sao. Thì cô Vân này sở dĩ cô gặp cái quả báo nặng nề như vậy là do cái sát nghiệp đời trước, bây giờ cái sát báo phải trả trong đời này, mà trả trong đời này để đời sau không phải trả nữa. Nhưng quý vị lắng nghe cái chỗ này quan trọng nè. Có những người người ta tạo sát nghiệp, người ta cả tạo ác nghiệp, như ta họ đang sống vững sưng sững, họ đang sống nhẫn nhơ như vậy, họ không thấy một cái điều gì xấu ác. Nhà họ sát sanh, gọi là làm heo, làm bò, làm bao nhiêu sát nghiệp, tạo bao nhiêu điều xấu ác, nhưng họ vẫn đang sống nhẫn nhơ như vậy. Thì họ gây cái ác nghiệp trong hiện tại, nhưng mà phước báu họ còn, thọ mạng họ còn, cho nên họ thấy bình thường không có gì hết. Nhưng mà người này bắt đầu thọ mạng hết, mà thọ mạng chưa hết họ mới thấy cái cảnh của sát báo, hiện báo trả. Như vậy con người chúng ta tu hành có chuyển định nghiệp được không? Được. Trong này cũng có một cái mẫu chuyện, ông này ông thành kính, ông niệm Quan Âm Bồ Tát, thay vì người ta giết ổng mà cuối cùng lại là thay đổi được cái định nghiệp này. Có. Thọ mạng họ còn, họ thay đổi được. Có những người thọ mạng họ hết, họ không thay đổi được, họ phải trả. Như vậy cho nên thành ra hôm nay một phần chúng tôi mời gia đình đến đây để mà chia buồn, cũng như là nói để vơi bớt nỗi buồn. Và đặc biệt những gia đình khi người thân của mình gặp những cái ác báo nặng nề giống như là cô Vân này, nhưng mà may thay là gia đình tin Tam Bảo, biết phát tâm cúng dường, in kinh, phóng sanh, làm phước để tạo cái thiện nghiệp trong hiện tại. Và đặc biệt khi mà người con của cô này, cô nói cái chỗ đó không biết làm sao, cứ một năm là chết một người, đôi khi hai người. Bây giờ con thỉnh thầy có thể lên để mà thỉnh cái vong linh về chùa được không?
Thì cái điều này Tổ sư Ấn Quang có trả lời và bày ra cái cách này rất hay. Có những người bị chết đuối. Chết đuối thì cái hồn hay gọi là cái linh thức nó cứ ở cái chỗ đó hoài, và khi nào thế mạng họ mới lên được. Theo như cái quan niệm thông thường chúng ta nghe như vậy, thì Ngài nói là lấy một cái miếng ván lớn lớn một chút, khắc hai mặt Nam Mô Di Đà Phật, treo lên cái chỗ mà người ta đi qua, ngang qua ngang lại người ta thấy. Thì khi mà ngang qua ngang lại người ta thấy cái chỗ đó, người ta không có nghĩ là người chết nữa. Dẫu cho nghĩ đi nữa, người ta nhìn trước cái chữ Nam Mô Di Đà Phật, họ đọc đi ngang qua, đọc đi lại, đọc đi qua, đọc đi lại, đọc. Thì cái công đức Phật hiệu ở chỗ đó sẽ siêu thoát hương linh. Hay cái chỗ đó. Thứ hai nữa, cần các vị hòa thượng, các vị thầy đến đó để thỉnh các vị hương linh về. Vì khi họ mất hậu, họ hoảng hốt và có thể là họ ở tại đó, họ không có đi đâu được, họ chưa có định hình lại được. Vì vậy cho nên thành ra cần người để dắt về. Cũng giống như là mình té cái bắt đầu là mình bị hoảng hốt, mình không có biết định hình là mình đang ngồi ở đâu. Thì mình cần có chư tăng. Hôm qua chúng tôi thỉnh được Hòa Thượng Thanh Tân, trưởng ban trị sự, Ngài đồng ý là chiều ngày mai thứ hai, gia đình một số ít quý thầy sẽ đến ngay địa điểm đó để thỉnh các vị hương linh, và thỉnh, nếu mà hương linh của cô Vân còn ở đó thì sẽ thỉnh về chùa. Điều này rất may mắn, Hòa Thượng quan hỷ liền. Cho nên gia đình mình làm phước thiện, khi gặp nạn tự nhiên có những cái việc nó đem may mắn đến cho mình, đặc biệt cái chỗ này. Thì như vậy cô Vân này đó thì cô ở sau chùa mình chứ nào. Và đặc biệt chồng của cổ giờ đang ngồi ở đây, thọ mạng ông này chưa hết, phước còn. Cho nên thành ra xe tông cái rầm ông văng qua bên, chỉ xệ cái tay xuống một chút. Còn đứa cháu thì nó còn cái thọ mạng, nó còn phước. Cho nên thành ra cắn dẹp cái đầu của cổ, nhưng mà đứa cháu còn ôm trong lòng và nó không có bị gì hết. Phải cái thọ mạng của đứa cháu với ông chồng còn không? Còn. Mà khi thọ mạng còn á, thì cái kiểu gì cũng không chết. Mà thọ mạng hết rồi mà nghiệp sát của đời trước người ta nặng, người ta phải ra đi như vậy. Nhưng may thay là gia đình hiểu đạo và cô ta có tu tập cho nên chuyển về chùa liền. Chú Hiền nói giờ có người ở sâu chùa, mà chú này thì hay xuống làm công quả khu chuyên tu, gặp tai nạn mất rồi, bây giờ có nên đem về? Ông kia đem về, không sao, đem về chùa để mà niệm Phật được, câu nào đó niệm cho họ, tốt lắm. Gia đình cũng phát bồ đề tâm cúng dường hơn cả 100 triệu. Thì chúng tôi lấy tiền này chung với tiền của cô là cô Liên Phương để in 5.000 cuốn kinh A Di Đà. Mới in 5.000 cuốn kinh này tặng người ta hết, mới in 5.000 cuốn mà hết rồi. Bây giờ chúng tôi vừa đặt thêm 5.000 cuốn nữa, cô Nhã Uyên đang in, tiếp tục in 5.000 cuốn. Công đức in kinh này để siêu độ vong linh là số 1. Cực kỳ linh nghiệm luôn quý vị. Và công đức in kinh này để mà hồi hướng cho người còn sống thì thọ mạng kéo dài. Quan trọng thọ mạng. Nên con người mà khi thọ mạng còn giống như ông chồng của cô Vân, giống như đứa cháu, kiểu gì cũng không chết. Đặc biệt cái thọ mạng là cái phước báu nó bảo bọc. Âm thầm rất đặc biệt. Cho nên chúng tôi khuyên bây giờ gia đình không nên buồn khóc. Khi mà buồn khóc thì người thân của mình, họ thấy mình buồn, họ buồn theo. Họ thấy tức là họ cảm nhận được mình đang niệm Phật, họ niệm theo. Mình đến mình nghe Pháp, mình tu tập, họ tu theo. Đặc biệt như vậy. Cho nên khi mà những người ngoài đời người ta không biết, khi gia đình họ mất bình thường nha, không bị xe tông, không bị tai nạn, không bị nước trôi, không bị gì nha. Nhưng mà gia đình không hiểu đạo cho nên sát sanh quá chừng. Vừa chết rồi là sát sanh kinh khủng luôn. Rồi khi 49 ngày cũng sát sanh, tạo bao nhiêu sát nghiệp để cho hương linh đó phải đọa lạc. Thế thì họ mất rất là bình thường, không có cái gì gọi là đột ngột, xe cán hoặc là nước trôi gì cả. Nhưng mà cái hiện nghiệp của gia đình đó tạo ra quá là xấu ác. Tuy rằng cô Vân này cổ mất nhìn thấy đột ngột và thấy dữ dằn, họ ra đi với cái vẻ là mình thấy là quá xấu ác. Nhưng mà trong cái hiện tại này, gia đình bây giờ tạo phước nghiệp cho cô ta. Cô đang trả cái ác báo của đời trước và cô nhận cái phước nghiệp của đời này. Đặc biệt cái chỗ này, quý vị nên lưu ý chỗ này. Còn cái người mà họ tạo cái sát nghiệp trong đời này, họ không biết được Phật Pháp và họ ra đi rất là bình thường, bị bệnh chết bình thường thôi. Nhưng mà gia đình đang tạo sát báo, đang tạo giết bao nhiêu súc vật và cúng tế làm đủ kiểu để cho họ nhận những cái sát nghiệp và tiếp tục đời vị lai họ phải trả cái sát báo này. Cái chỗ này mới là cái kinh thiên động địa, mới nguy hiểm nè.
quý vị xem lại, nhân quả nó thông ba đời, mắt phàm mình không biết được. Đó. Như vậy cho nên thành ra cái việc mà để chúng tôi vừa là an ủi, vừa là nói cái công đức mà cái cô Vân và cô Là này vừa phát tâm vào trong cái lúc chúng tôi vừa in kinh A Di Đà 5.000 cuốn mà người ta thích và người ta hoan hỷ vô cùng tịnh cuốn tụng cuốn kinh này, vừa chúng tôi khởi niệm để làm thì hai gia đình, một số gia đình quý Phật tử phát tâm để chúng tôi làm cái công việc này. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói để cho gia đình yên tâm. Và giờ gia đình bây giờ bắt đầu nghe cái câu chuyện này rồi, chúng tôi phân tích để mình hiểu cô Vân này y chang như cái mẫu chuyện của bà cụ này bị xe cán chết. Biết sao chúng tôi nhớ cái câu chuyện này mà thầy Tánh mới đọc hôm qua, cho nên thầy ra thầy lấy thầy đưa chúng tôi in ra hôm nay để cho quý ngồi nghe. Đây là tổ sư Ấn Quang trả lời câu chuyện này rất chính xác. Và nghe qua là mình hoan hỷ liền. Và mình biết rằng định nghiệp của đời trước, đời này thọ mạng hết phải trả. Nhưng mà Ngài nói rằng có thể niệm Phật chuyển được định nghiệp. Có. Mà công phu người này phải đắc lực, thọ mạng người này còn, thì họ có thể chuyển được định nghiệp. Tức là thay vì chết là xe tông hất cái nhẹ, gãy cái vai sơ sơ qua, thay vì chết nước phải không? Nhẹ, dớt được. Có một cái cô bé, bé Tình Trang, chúng tôi nhớ hơn 20 năm về trước rồi đó, năm 90 mấy, 94, 95 á, là chúng tôi liệm cái ca này. Thì trước là chúng tôi không có làm giảng sư hay đi cúng, cho nên chết chúng tôi vẫn đi liệm. Bởi vì ở một số các chùa của các thầy thì các thầy cúng thì chúng tôi cũng phải mới đi cúng theo. Tự nhiên khiến sao bé Trang đó ở Đức Trọng mình chứ đâu, đi xuống ở dưới Mũi Né. Gia đình cứ đòi đi xuống Ninh Chữ, kêu không, một hai xuống Mũi Né. Cuối cùng đi xuống Mũi Né, nước đang bình yên như vậy. Thì buổi tối đó cái ông đi đánh cá, ông nghe vọng cái tiếng dưới lên nói: bữa nay tao được thế mạng rồi, con Trang bữa nay nó xuống nó thế tao. Tự nhiên ông nghe như vậy, xong ông giật mình, ông quay về nhà. Con ông cũng tên Trang mà, ông đóng cửa không cho nó ra. Ông kêu là hên quá, mình nghe được con mình tên Trang, chắc nó ra cái chừng nó chết nước. Ông đóng cửa không cho nó ra. Thì chiều ông ra thì ông thấy bé Trang này chết, từ trên Đức Trọng xuống mà chết. Nước đang bình yên như vậy, tự nhiên nó lên sóng cuồn, cái nó kéo ra, bao nhiêu người chạy kịp, nó chạy không kịp, nó dạt vô đó. Có ông thầy ở trên cái núi gần cái biển đó, ông tụng chuyên tụng Pháp Hoa. Cứ mỗi lần bị như vậy lên ông tụng Pháp Hoa, ông cầu nguyện là tìm xác được. Cả cái biển nó giật đem ra ngoài vậy mà cuối cùng nó tấp vô được, mang về. Chúng tôi liệm mấy ca này. Và khi đem về thì tối nào cũng gặp, nó buồn, nó về, nó buồn. Lúc đó gia đình thì cũng chưa biết tu nhiều lắm, chưa biết niệm Phật, đâu tu nhiều lắm mà là Phật tử. Thì nó buồn, nó về, nó mặc quần áo, nó nhìn ảo não lắm. Thì 49 ngày bắt đầu là cô Cúc này cô phát tâm cúng dường trai tăng mạnh luôn á, phát tâm cúng dường trai tăng. Thì đêm hôm đó cô thấy nó về thì mặt mày nó hoan hỷ, mặc quần áo đẹp. Riêng cái con người mà khi bỏ cái báo thân này rồi, cái sắc thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức mà nó mang cái thân chung ấm á, là nó nhận diện qua, nhận phước báu qua công, phước báu công đức qua gia đình làm, thì nó chuyển thân được trong tư tưởng. Mấy ngày hôm trước nhìn mặt mày buồn, bận quần áo gì đâu mà xấu xí, mặt mày buồn. Vậy mà cuối cùng cúng dường trai tăng xong là mặt mày hoan hỷ, đẹp, quần áo đẹp ra, là lúc đó đi luôn, không thấy nữa, không thấy về nữa. Cho nên phải hiểu được con người chết không có mất đâu. Mà chết sướng hay khổ gì nó phụ thuộc nên cái nghiệp hiện tại này. Còn cái việc mà chết mà bắt đắc kỳ tử hoặc giả xe tông, đó là cái ác nghiệp của đời trước. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì mà phải suy nghĩ. Mà cái chuyện mà để mà tạo sát nghiệp, sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu, tạo những cái sát nghiệp trong đời này để đời sau mà nhận sát báo, thì cái đó mới là tang thương, đó mới là trầm trọng. Nên hiểu chỗ này. Giờ đây thầy Minh đọc cái câu chuyện này, tổ sư Ấn Quang trả lời y chang như câu chuyện của cô Vân mới 2-3 ngày hôm trước cô bị xe tông. Lắng nghe kỹ nha, mọi người lắng nghe nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cho cư sĩ Châu Tụng Nghiêu, lá thư số 92, đính kèm nguyên văn thư hỏi vào năm Dân Quốc 20-1931. Này còn có một nghi vấn, thỉnh cầu lão Pháp sư Từ Bi khai thị. Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nhân vì người tin Phật được mười phương tam thế chư Phật hộ niệm, thiền lòng bát bộ, đại lực thần vương thường theo ủng hộ, ác nghiệp những đời trước cũng dần dần được tiêu diệt, dù có oán đối cũng chẳng thể hại được. Đấy chính là điều kinh Phật đã nói, quyết chẳng phải là lời nói dối. Vậy mà trong tháng 3, con nhận được tin từ mẹ con ở Thượng Hải gửi đến, cho biết có bà Trương hết sức tin Phật, ăn chay đã hơn 20 năm, thường đến cư sĩ Lâm nghe kinh, gặp ai cũng khuyên niệm Phật ăn chay, tâm hết sức từ bi làm lành. Nào ngờ một bữa kia mang đồ chay đến cho một vị sư huynh nọ, đi đường bị xe hơi tông chết, sau đó sợ cảnh sát giao thông đem xác về. Đến 3 bữa sau, con cháu trong nhà mới biết chuyện, đến lãnh về tận liệm. Con nghe chuyện này xong, trong tâm hết sức kinh hãi, đến nay ngờ vực không giải quyết được. Hơn nữa, những người trong Phật hội nghe như vậy cũng đều bất an. Vì thế, con mới đặc biệt dâng thư này, khẩn cầu lão Pháp sư chỉ bày nguyên do, vì sao bà ta lâm chung lại khổ sở đến thế. Rốt cuộc bà ta có được vãng sanh Tây Phương hay chăng? Xin hãy giảng minh bạch điều này, khiến cho mọi người an tâm niệm Phật, cảm tạ ơn đức không cùng. Trả lời, nhận được thư biết các hạ đối với đạo lý Phật Pháp còn chưa thật sự hiểu rõ. Chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng, vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy, giả sử ác nghiệp hữu thể tướng giả, thập phương hư không bất năng dung thọ. Giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không cũng chẳng thể chứa đựng được. Phải biết người tu trì nếu chân thành không dối trá thì có thể chuyển được nghiệp, chuyển quả báo nặng nề ở đời sau thành quả báo nhẹ trong đời này. Phàm phu mắt thịt chỉ thấy được những sự thực cát hung hiện thời, chẳng thể biết nhân quả quá khứ và vị lai như thế nào. Như bà cụ ấy tu tập tinh rồng nhiều năm, một bữa kia chết thảm, có thể là do khổ báo ấy sẽ tiêu diệt được quả báo trong tam đồ ác đạo đã tạo, được sanh trong thiện đạo. Nếu lúc sống có tín nguyện chân thật thì cũng có thể vãng sanh Tây Phương, nhưng chúng ta đã không có tha tâm đạo nhãn, chẳng dám ước đoán là quyết định vãng sanh hoặc quyết định chẳng vãng sanh, chỉ có thể nói quyết định. Làm lành ắt được báo lành, làm ác quyết mắc báo ác. Làm lành mà mắc ác báo thì chính là quả báo của ác nghiệp đời trước, chứ không phải là quả báo của thiện nghiệp trong đời hiện tại. Các ông trông thấy cụ già đó bị quả báo ấy, trong lòng chắc là có tà kiến, làm lành vô phước, điều thiện chẳng đáng làm, cho nên mới kinh hoảng ngờ vực. Tri kiến như vậy thì có khác gì người chưa được nghe Phật Pháp đâu. Nếu tin sâu lời Phật, quyết chẳng vì chuyện này mà có thái độ kinh hoảng ngờ vực ấy. Bởi lẽ chuyện nhân quả trùng điệp vô tận, nhân này chưa kết thành quả báo, quả kia đã chín trước, giống như trồng lúa vậy. Thứ lúa chín sớm thâu hoạch trước, giống như thứ nợ, kẻ có sức mạnh lôi đi trước. Thời xưa, có kẻ suốt đời làm lành, khi lâm chung chết thảm để tiêu túc nghiệp, đời sau lại được phú quý tôn vinh. Như một vị tăng ở chùa Dục Vương, tức là chùa A Dục Vương đời Tống, muốn tu bổ điện thờ Xá Lợi, nghĩ nghi thân vương có thế lực, bèn đến quyên mộ, quyên chẳng được mấy, phát phận quá mức, bèn dùng búa chặt tay trước điện thờ Xá Lợi, chảy máu đến chết. Ngay khi đó, vương gia sanh được một đứa con cứ khóc mãi không ngừng. Vũ em bồng đi chơi, đến bên chỗ có treo hình tháp Xá Lợi, liền nín, đi khỏi lại khóc. Bà Vũ bèn lấy bức hình ấy xuống. Bà Vũ thường cầm bức hình ấy giơ ra trước mặt, thì vĩnh viễn không khóc. Vương nghe vậy lấy làm lạ, bèn sai người qua chùa A Dục Vương hỏi tin vị tăng ấy. Thì ngày sanh của đứa con đó đúng vào ngày
Sư ông ấy chặt tay chảy máu đến chết. Vương bèn một mình tu bổ điện Xá Lợi. Đến năm đứa con ấy tròn 20 tuổi, Ninh Tông Băng Hà không có con, bèn cho chàng trai ấy nối ngôi làm hoàng đế 41 năm, tức là Tống Lý Tông, vào năm 1225 đến 1265 vậy. Cái chết của ông Tăng ấy cũng là thảm tử, nếu chẳng thường khóc không ngừng, thấy bức vẽ Xá Lợi bèn nín. Ai biết được đứa bé ấy chính là hậu thân của vị Tăng đã chặt tay chết thảm. Chuyện này chép trong A Dục Vương Sơn Chí. Năm Quang Tự 21-1895, quan đến lễ Xá Lợi mấy chục ngày, đọc được chuyện này. Người hiểu lý gặp bất cứ hoàn cảnh như thế nào, quyết chẳng nghi nhân quả có sai lầm, hoặc lời Phật có dối. Người không rõ lý chấp chết cứng vào quy củ, chẳng biết nhân quả phức tạp đến nỗi lầm lạc, nảy sanh nghi ngờ, bàn bạc. Nói chung là do tâm không có chánh kiến. Như nói người niệm Phật có tam bảo gia bị, long thiên che chở, đấy là lý nhất định, hoàn toàn chẳng hư vọng. Chỉ vì chưa hiểu rõ lý chuyện báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời này, nên chẳng khỏi bàn bạc nghi ngờ không hợp lẽ như thế. Xưa kia, giới hiền luận sư ở Tây Vực, đức cao khắp đời, đạo lẫy lừng tứ trúc, tức là bốn xứ thiên trúc, do túc nghiệp nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử. Chợt thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền và Quán Thế Âm giáng xuống bảo, ông trong kiếp xa xưa kia, nhiều lần làm quốc vương não hại chúng sanh, đáng lẽ đọa ác đạo từ lâu, do ông hoằng dương Phật Pháp, nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong cõi người, để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu. Ông nên gắng chịu đựng. Xứ Đại Đường có một vị tăng tên là Huyền Trang, 3 năm nữa sẽ đến đây học Pháp. Giới hiền luận sư nghe xong ráng chịu đau sám hối, lâu ngày lành bệnh. Đến 3 năm sau, Ngài Huyền Trang đến đó. Ngài Giới Hiền bảo đệ tử thuật lại tình trạng đau khổ của căn bệnh. Người kể lại nỗi khổ nghẹn ngào ứa lệ, đủ thấy sự khổ ấy rất lớn. Nếu chẳng hiểu rõ nhân trong đời trước, người ta sẽ nói Giới Hiền chẳng phải là vị cao tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế. Phật Pháp linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Những gì trong tâm các ông biết nhỏ nhoi quá, nên thấy chút tướng lạ liền sanh kinh nghi. Người không có thiện căn bèn thói thất đạo tâm. Nếu thấy người tạo ác hiện tại được phước báo, thì cũng sẽ khởi tâm tà kiến như thế. Chẳng biết đều là tiền nhân hậu quả và chuyển quả báo nặng nề trong đời sau thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, cũng như chuyển quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân, đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc trước cũng có một cái câu chuyện của cái chú này tên chú Hằng. Ông đi gửi thiệp đám cưới cho đứa con gái, sau đó đi xuống đèo Brent một mình ông đi. Và ông này có đặc biệt, nhưng chúng tôi nói ra cái biểu pháp này cho mọi người phải cố gắng làm theo thì nó tránh đi cái nạn tai, thay dịu nặng nó thành nhẹ rất là đặc biệt. Lúc nào trong người ông cũng mở cái máy niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó máy còn hiếm lắm, đi Honda mà ông để cái máy trong cái áo lạnh của ông. Và khi ông chạy đó thì ông sẽ niệm theo trong cái máy. Cái xe xuống đèo qua cái cua ép ổng rớt vô bên trong, và cái đầu ổng đập xuống dưới cái cạnh của cái mương nước. Và không biết sao cái đà nó đẩy ổng trợt mặt, mắt rồi tay đồ nó ra máu. Quá nặng. Thay vì là phải bể đầu chết, khiến sao chỉ là ra máu. Và khi đem lên bệnh viện thì cái đặc biệt là những người y tá lau vết thương trong áo, ổng máu đầy hết trơn vậy đó.
Nhưng mà đặc biệt là ông này ông ăn chay cũng 10 năm rồi, cho nên thành ra cái máu ông không có tanh. Và đưa thuốc cho ông là chúng tôi nhớ là chúng tôi ngồi ngay chỗ cái giường của ông để hỏi thăm ông á, thì ông kêu thuốc đưa con không uống. Uống thuốc tây vô trong người nó nóng, nó mệt lắm, đưa con cứ cấp con cái niệm Phật không à. Thay vì bác sĩ nói phải 2 tuần là mới ổn được cho về, mới 1 tuần bác sĩ nói sao liền nhanh quá, thôi cho về sớm. Cho nên những người Phật tử hiện tại đang ở trên pháp hội của mình đó, hầu như là Đức Trọng, rồi Di Linh, Lâm Hà, Đà Lạt, một số người đi Honda đó, thì chúng tôi đã tặng cho cái loại máy này là cho đến 10 mấy ngàn cái máy, 14-15 ngàn cái máy rồi. Cái máy này rất là gọn, với những cái máy học dịch mình mở ra cứ Nam Mô Di Đà Phật một câu mình niệm, nhất là niệm Quan Âm. Hầu như chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà lên xe là bắt đầu chúng tôi niệm Quan Âm trong tâm, hoặc giả là mở chú Đại Bi trên xe. Đặc biệt chỗ này, khi cái âm thanh niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi ở nơi nào thì các vị mà hương linh mất á, họ đến đó họ nghe và họ cảm ơn mình, chứ họ không có hại mình. Đặc biệt chỗ này, phàm phu mình nhìn thấy thần chú Đại Bi, nghe thấy thần chú Đại Bi, nghe thấy niệm Phật, niệm Quan Âm, thấy bình thường đúng không? Nhưng mà các vị hương linh thấy trong cái công đức danh hiệu phát ra âm thanh đó có vô lượng ánh quang minh, mà họ thấy họ an bình vô cùng. Nên chỗ này, đặc biệt chỗ này, chỉ có cái hình Phật thôi, chỉ treo ngay cái cửa thôi, mà các vị hương linh để mà gì, vào không dám vào, gõ cửa cũng không dám gõ cửa. Có cái cô Phật tử, cô nói lắm, sao đứa bé con của con nó cứ nghe cái tiếng khóc trong nhà, chắc con đi phóng sanh, con về, chắc họ theo con họ về. Cô Phật tử Sóc Trăng á, mà trong phòng con là ngay cái cửa con treo cái tượng Phật đó, trong phòng mở máy niệm Phật, trong nhà mở máy niệm Phật, nó an bình vô cùng. Quý vị cứ để thử coi, những cái âm thanh mà hải hùng, mà cái âm thanh mà khóc la, những cái âm thanh mà cú kêu, những cái âm thanh mà nó kinh khủng á, mình nghe coi thử coi cái cảm giác mình sao, rất sợ, rất run rợn, đúng không? Mình nghe thử coi, vô ngay chỗ nhà xác mà quý vị nghe tiếng nghe rên khóc hừ hừ thì quý vị cảm giác sao? Hải hùng, đúng không? Coi lại đi. Còn nếu mà âm thanh Nam Mô Di Đà Phật, con người phàm phu thấy bình thường, phải không ạ? À? Chứ hàng Bồ Tát, chứ Đại Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, các vị mà coi như là người ta khuôn mày khuôn mặt, họ nghe vô một cái là họ thấy an vui. Nhưng mà con người mình thấy quá bình thường, quá tầm thường, do nghiệp chướng mình nó ngăn che. Chứ những hương linh mà họ nghe thử coi. Nên ở con chim nó chết rồi, cái cô đã lấy cái âm thanh niệm Phật để ngay đó mà nó mềm. Mà những cái con chết mà lúc trước cái cô không có để, nó cứng ngắc, cứng ngơ. Âm thanh niệm Phật nó vi diệu, cho nên thành ra là mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán công đức niệm Phật, vô tác diệu lực bất khả tư nghi mà. Cho nên thành ra là cô Vân này mất rồi, chú Hiền nói mang về không? Chúng tôi được mang về. Nếu mà linh thức cổ về lại, cổ tu tập và cổ bỏ cái xác này, nhưng mà cái hồn của cổ mà đi về chùa vẫn tu tập như mọi người bình thường. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói con người sống bao nhiêu đây thôi, con người chết gấp trăm ngàn lần kinh khủng, họ chưa siêu thoát. Cho nên mất thân người rồi mà được thân người phải dễ đâu. Mà cái công đức niệm Phật, công đức niệm Quan Âm, một ngày mình chỉ có 25 biến, Ấn Tổ là ít nhất, nhiều nhất là 75 biến khi trì vô cho, hoặc 50 biến là cái thần chú Đại Bi này là cái pháp nó hộ thân mình rất an toàn, gọi là hộ thân và hộ quốc. Tin đi, mình phàm phu ngửa tin lời Phật đi. Cho nên thành ra chúng tôi và đại chúng ở đây không dám bỏ. Thầy Minh, một số các thầy đây là 108, 54 biến buổi sáng chỉ có 1 tiếng 15 phút à, không nhiều, chiều 1 tiếng 15 phút. Còn ai muốn niệm Phật nữa là suốt ngày niệm Phật, hoặc suốt ngày niệm Quan Âm, đâu có trở ngại gì đâu. Với cái thời gian quá là ít, vậy mà nó bảo hộ cái thân tâm của mình khi gặp chướng nạn. Mà khi mình gặp mình biết không? Như cô Vân này có gặp có biết không? Không. Thọ mạng hết biết không? Không. Vậy mà có pháp là thần chú Đại Bi mở trong nhà, dưới phòng chúng tôi là mở suốt 24/24, an lành vô cùng. Mà khi mình nghe như vậy, mình buồn phiền tự nhiên sao? Nó làm cho người mình thanh thản từ 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 từ, nó chuyển hóa cái buồn phiền của mình. Cho nên công đức niệm Phật bất khả tư nghi mà. Cho nên cô Vân này là một hai cổ nói với con gái của cổ là niệm Phật nhan con, niệm Phật nhan con. Cho nên Ấn Tổ nói nếu người mà chết bất đắc kỳ tử là chết bị xe tông, mà bình thường họ đầy đủ tín nguyện, lúc lâm chung tâm cái âm họ Nam Mô A Di Đà Phật, mà họ phát bồ đề tâm, tính tâm, tính nguyện đầy đủ, thì người này vẫn được vãng sanh.
Nhưng mình chưa có tha tâm đạo nhãn thì chưa biết cô Vân này có vãng sanh hay không. Cho nên thành ra là Ấn Tổ mới nói cái bà già này không biết có vãng sanh hay không. Bởi vì mình chưa có tha tâm đạo nhãn. Nhưng mà sanh vô đường ác thì không có. Bởi vì trong hiện tại họ tạo thiện nghiệp mà. Dù họ trả một chút xíu cái ác nghiệp là bị tông bể đầu chết giống giống như bà cụ trong mẫu chuyện này. Nhưng mà trong hiện tại của họ, đôi khi là họ lại chuyển lên cảnh giới an vui. Do họ hiện tại họ tạo những cái thiện nghiệp quá sâu dày. Mà nếu mà họ có niệm Phật tín nguyện đủ nữa, người này vẫn được vãng sanh. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói đến gia đình như vậy. Và những người Phật tử trên đó chúng tôi nhắc lại, cái máy chúng tôi cho là không phải để ở nhà không, mà đi lên đường là phải mở ra. Mở ra để làm gì vậy? Để cho tất cả các vị hương linh dọc dọc đường đó họ nghe. Đặc biệt cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi làm ra đến gần 2 tỷ tiền Việt Nam cái máy, không tiếc. Không tiếc. Trong này có thần chú Đại Bi, có niệm Quan Âm, niệm Phật, lễ Quan Âm, thiết pháp, bổ bối của mình, món ăn tinh thần rất đặc biệt. Cái này không phải chúng tôi quảng cáo để bán đâu nha, nói để quý vị thấy cái giá trị của nó. Cho không, cho miễn phí. Nhưng mà nhiều lúc cho không quý vị thấy nó rất là bình thường đúng không? Giá trị. Có một cái anh chàng đó, cái lúc bà nội mất, một mình làm sao niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm suốt như vậy là tổn khí. Niệm khoảng 2 tiếng là đứt hơi, chịu không nổi đúng không? Làm sao niệm nổi. Vậy mà mở cái máy ra A-di-đà-phật một câu, rồi ảnh niệm một câu, ảnh nghe một chập cái bắt đầu ảnh mệt, cái ảnh lắng nghe. Cái máy này là trợ niệm, trợ thủ đắc lực luôn. Còn ở trong này nó có âm điệu trợ niệm nữa. Mình ngồi mình lắng nghe, cái hương linh họ cũng nghe cái âm thanh niệm Phật, mình cũng niệm cho họ nữa. Cho nên cái máy này đặc biệt lắm. Phải nhớ kỹ. Hôm nay bây giờ Trung Quốc dịch bệnh đồ, nó không có nhập về được, và chúng tôi chưa có làm thêm được. Bây giờ in trước 5.000 cuốn kinh gần 200 triệu này trước để tặng cho quý vị để tụng. Hàng ngày trong nhà mà có tụng kinh A-di-đà, mở tụng thì chú Đại Bi, mở niệm Phật hàng ngày, có tu tập trong nhà nó an lành lắm, an lành lắm. Đặc biệt chuyện này là chúng tôi thực sự nói điều này là chính xác 100%. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói như vậy. Và chúng tôi an ủi cho gia đình thêm nữa là quý vị biết Ngài Mục Kiền Liên là chứng A-la-hán thánh quả, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái hoàn cảnh của Ngài chết làm sao? Đi đến ngay dưới Ngài Xá Lợi Phất, đi ngang qua bên bọn ngoại đạo, nó hỏi câu gì không biết, Ngài Xá Lợi Phất trả lời cho thông đi qua. Còn riêng Ngài Mục Kiền Liên trả lời sao bất biến, nó quýnh, nó đập bể đầu, nó banh từng miếng thịt ra. Ngài Mục Kiền Liên chết như vậy đó, chết trước Đức Phật. Thì Đức Phật mới thấy, mới quán lại nhiều đời kiếp về trước. Thì Ngài Mục Kiền Liên này bị cái tội bất hiếu, cha mẹ bị mù, xong rồi đem lên trên rừng á, để mà thả trên đó, nghe lời vợ mà nuôi cực quá đi, bị mù rồi đem lên trên rừng thả. Và khi đem lên tới trên đó rồi bắt đầu giả kêu loạn cướp ăn cướp đánh, cha mẹ chết. Cho nên thành ra 500 kiếp phải trả cái nghiệp xấu ác này. Kinh khủng. Ngài Mục Kiền Liên, cái kiếp mà cái đời cuối cùng của Ngài Mục Kiền Liên chứng thánh quả rồi mà cái dư báo của cái thân này vẫn bị phải trả như vậy. Đó là nhân quả mà. Ngài Mục Kiền Liên chứng thánh quả rồi, đệ tử Đức Phật rồi mà cũng phải quýnh, bị ngộ đạo nó đánh mà coi như là banh xác chết luôn mà. Xé từng miếng thịt ra luôn mà. Đi về quả báo hết. Nhưng mà tâm thức Ngài vẫn an vui. Ngài chứng thánh quả rồi, tuy rằng giết cái thân này thôi, cho cái tâm thức Ngài gì vẫn siêu thoát, vẫn là được giải thoát. Ngài chứng A-la-hán rồi. Có thần thông nha. Nếu mà Ngài dùng cái thần thông, Ngài gom hết bao nhiêu cái bọn ngoại đạo đó lại, bao nhiêu người ác ôn đó, Ngài bỏ cho bình bát, Ngài nhận xuống nước, cái là chết hết. Nhưng mà lúc đó nghiệp đã tới rồi, một chữ thần cũng hiện lên không nổi, chứ đừng nói chữ thông. Thần thông không xuất hiện lúc nghiệp nó xuất hiện được. Ghê chưa? Cho nên thành ra Phật mới nói Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Nhưng mà gặp nghiệp báo nó đến, thần thông không hiện ra được, không thông không xuất hiện được, phải trả cái ác báo này. Cho nên thành ra có thể dùng công đức niệm Phật chuyển túc nghiệp, chuyển định nghiệp, dùng công đức cúng dường trai tăng để chuyển được, chứ dùng thần thông chuyển không nổi. Nhưng mà cùng Ngài Mục Kiền Liên, quý vị thấy không? Kinh khủng không? Cho nên thành ra là có tu đỡ lắm, có ăn chay làm lành đỡ lắm, rất đỡ. Khi mình gặp chướng nạn, nặng nó thành nhẹ. Nhưng mà bây giờ chướng nạn của cô Vân vì sao mà nặng không thành nhẹ? Bởi vì thọ mạng có hết là phải trả. Nhưng mà được một cái đặc biệt là gia đình tính tinh tam bảo, đem về chùa, bắt đầu phát tâm bố thí cúng dường. Mà không biết sao hôm qua chúng tôi vừa nói cái là hòa thượng cái ô tội quá ha, thôi để tôi đi. Hòa thượng ít có đi đâu, ít có đi cúng như vậy mà hoan hỷ liền. Cho nên ra gia đình có làm phước thiện, khi gặp chuyện bất chắc là sẽ có người thiện, gọi là các bậc thiện tri thức hỗ trợ giúp đỡ ngay.
Đó là cái việc cho nên gia đình yên tâm như vậy, không đau buồn nữa, bằng cách là phải thay cái đau buồn đó thành niệm Phật. Phải là như vậy đó thì mình mới con có người con có hiếu. Không khóc, không đau buồn nữa, chuyện đã rồi. Thấy không ạ? Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói gần một tiếng đồng hồ về cái việc này. Giờ chúng tôi nói đến cái việc Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái phương cách niệm Phật và lễ Phật. Thì chúng tôi đọc cái đoạn này, lắng nghe nha. Từ trước đến giờ vẫn còn cái việc tranh cãi niệm 4 chữ hay là niệm 6 chữ. Nghe ngày khai thị này. Lúc trước là chúng tôi là 4 chữ không luôn, không có niệm 6 chữ. Thì một số các thầy gần như là chỉ trích và kích bác và không bằng lòng chuyện này. Thì bây giờ mình nghe thử coi như thế nào, lúc nào niệm 4 chữ và lúc nào niệm 6 chữ, và niệm 4 chữ có được hay không và niệm 6 chữ có được hay không. Cái chỗ này một số các thầy không có thông, cho nên chúng tôi trích một cái đoạn này rất ngắn nhưng mà nội dung rất đầy đủ. Lắng nghe nè. Niệm Phật nên niệm 6 chữ, niệm 4 chữ cũng được, nhưng lúc đầu thì niệm 6 chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng bèn niệm 4 chữ. Rất rõ, nói rất rõ ràng. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô sẽ thành ra ngạo mạn coi thường. Trong kinh phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật, không đâu chẳng điều có chữ Nam Mô, há nên tự lập chương trình ư? Nghe chỗ này. Niệm Nam Mô với Đạo Phật đến nửa chừng là một nửa, thì giờ mình niệm một tiếng thì mình niệm không nửa tiếng là chuyển sang A Di Đà Phật, hoặc gần hết là chuyển sang A Di Đà Phật, hoặc giả là lúc lâm chung thì nên niệm A Di Đà Phật. Ngài có nói vì sao lâm chung niệm A Di Đà Phật không có hai chữ Nam Mô, nhưng mà trước khi vào cũng phải có hai chữ Nam Mô một chút xíu, 5-10 phút rồi bắt đầu sẽ niệm A Di Đà Phật luôn. Bởi vì cái người mất hoặc nhạn người bệnh đó tinh thần họ yếu ớt, cho nên 6 chữ họ khó theo kịp, cho nên cần 4 chữ thôi. Chứ nếu mà suốt luôn từ đầu đến cuối cứ A Di Đà Phật không có Nam Mô thì ngài kêu ra, ngài nói rằng là ngạo mạn coi thường. Cho nên một số những người niệm 4 chữ nên nghe lại chỗ này, lời của tổ không có sai đâu. Và một số người ngài nói niệm trong tâm thì nên niệm A Di Đà Phật 4 chữ, ngắn, ít chữ, dễ niệm. Nhưng không phải là chỉ là A Di Đà Phật không, mà ra trước bàn Phật sáng tối là phải niệm xưng danh đủ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì công đức mà Nam Mô là cung kính đó, nó sẽ tăng trưởng cái niềm tin và công đức nó sẽ thù thắng. Cho nên ngài nói trong kinh chỗ nào không nói hai chữ Nam Mô đâu, mà ông lập ra chương trình ông cứ A Di Đà Phật không vậy. Đó, coi kỹ lại cái chỗ này. Thứ nhất là hộ niệm thì 4 chữ A Di Đà Phật được, nhưng trước như trên pháp hội mình cũng phải có 10 phút, 5 phút Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sau đó tới A Di Đà Phật. Cái lối mà niệm 3-3-4 mà A Di Đà Phật như trên tịnh thất, trên chùa, trên đó là hầu như bữa nay người ta nhập được rồi, rất tuyệt. Lễ cũng như kinh hành cũng như ngồi, rất tuyệt cái cách mà niệm A Di Đà Phật 3-3-4. Và cái người đó, người ta hơi ngắn quá đi, người ta không có thể nào niệm nổi, thì trong tâm họ niệm 4 chữ A Di Đà Phật, nhưng lúc họ khỏe họ phải niệm ra 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên vừa rồi đây chúng tôi bắt đầu kiếm cái cách mà lễ Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật và 7 chữ Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, có 2 chữ Nam Mô là cũng căn cứ theo cái lời văn sao Tổ sư Ấn Quang nói đấy, chứ không phải tự lập chương trình đâu. Đó là cái việc mà mình tu, mình cần phải có cái vị đi trước, có chứng đắc thành tựu như vị Tổ Ấn Quang này thì không bị sai lầm. Đó là cái việc niệm 4 chữ và 6 chữ để minh định cho quý vị thấy rõ được cái điều này. Và cái niệm mà chúng tôi làm cái máy ở trong này, một câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi có khoảng trống một câu đó đó, là để mình lắng nghe, mình niệm trong tâm, cực kỳ hay. Nếu mà mình nghe suốt luôn trong máy một chập, bắt đầu cái tâm mình nó chạy ra, rồi từ trong tâm mình khởi lên để thoát ra miệng, lọt vào trong tai á, tự nhiên mình thấy nó yếu nhất. Nhưng mà có một câu trong tâm đề khởi, dầu là trong tâm thấy nó nhạt nhẽo không rõ, nhưng mà niệm trong tâm thời gian quen nó cũng nghe cái tiếng rõ ràng, trong tâm cũng có tiếng nghe. Cho nên ngài nói ba cái rõ ràng là niệm cho rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật cho rõ ràng, không nhanh lắm, nhanh lắm là mất chữ Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, không có kết quả, niệm dối. Niệm chậm quá nó lưa thưa thì sao? Thì nó sẽ khó nhiếp tâm và vọng tưởng chen vô. Niệm vừa đủ câu Phật hiệu, không nhanh không chậm, Nam Mô A Di Đà Phật.
Một câu ra tiếng trong máy, một câu trong tâm. Một câu ra tiếng trong máy, một câu ra tiếng của mình. Một câu ra tiếng trong máy, một câu trong tâm. Cứ tập trung lắng nghe, cái chỗ nghe là chỗ quan trọng. Nghe rõ ràng, niệm rõ ràng, nhớ mình đang ngồi niệm Phật rõ ràng. Ba cái rõ ràng của Ấn Tổ. Không nhanh, không mong nhanh, không mong nhiều, không lẹ. Vừa rồi có cái chú ở ngoài Hải Phòng, chú nói lúc trước con niệm 5 muôn, 7 muôn, mà bây giờ con niệm không nổi nữa, tổn khí rồi, bị tổn khí rồi. Cái hơi nó ra nhiều quá cho nên mệt. Quan trọng cái tổn khí. Chiều hôm qua, hồi sáng hôm qua lên tiếp khách đồ xong cái về chiều đi siết một thời đại bi xong cái là vô lễ Phật niệm Phật luôn 3 tiếng đồng hồ ra bắt đầu nó hơi mệt. Thì lúc mệt này phải làm sao? Niệm trong tâm, hít sâu. Hít vào niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát hoặc là A Di Đà Phật hoặc là Quan Tham Bồ Tát. Hít cho sâu vào, vừa niệm vừa hít, giữ lại vài câu trong tâm, thở ra. Thì khi tâm của mình nó bị phân tán và khí lực của mình nói ra nhiều quá nó phân tán thì người mình nó sẽ mệt. Tuy rằng không khinh vác, có nhiều người không có khinh vác gì hết, nhưng mà quá mệt luôn do cái tâm lực nó bị phân tán, suy nghĩ lo âu buồn phiền. Rồi khí lực mình nói ra nhiều quá, khí là hơi thở nói ra nhiều quá nó mệt. Bây giờ muốn bồi nó lại thì tâm lực quay lại câu Phật hiệu, quay lại câu danh hiệu Quan Âm và hít cho sâu vô giữ lại thì nó bồi khí và bồi tâm lực. Con người á, mà tâm lực với khí lực là quyết định cho thọ mạng. Coi lại kỹ đi. Khí lực là hơi thở, tâm lực là cái tâm của mình á, mà nếu mà nó có trụ vào trong Phật hiệu là nó có cái lực của Phật gia trì mà có định lực. Mà khi mà tâm mà nó có khí lực đủ là con người này thường hít sâu vào và thường biết dưỡng, không có nói nhiều để cho nó tổn. Và tâm lực người này thường an trụ lên câu Phật hiệu. Thì khi tâm lực có trụ lên câu Phật hiệu và khí lực người này thường bồi bổ vô, ít cho nó hao tổn á, thì cái thọ mạng người này sẽ kéo dài. Đặc biệt cái chỗ này. Cho nên nói khí lực là hơi thở, tâm lực là cái tâm con người mình đó, với thọ mạng ti ba mà là một. Khi hết thở cái là gì? Cái tâm mình nó gì? Nó cũng ra khỏi cái thân luôn. Thọ mạng hết, khi hết thở là thọ mạng hết đúng không? Cho nên hơi thở với thọ mạng là cuộc sống này nè, với lại cái tâm thức nó là một. Bây giờ thấy là ba đang hít thở, còn cái thân. Và khi mà hết thở rồi cái là gọi là chết. Như cô Văn bây giờ đang nằm ở trong cái hòm ở trên chùa, mình gọi là chết đúng không? Nhưng mà thực ra tâm thức nó không có chết. Tâm thức nó không có chết, tâm thức họ vẫn còn đó à. Mà điều họ bị cái cú sốc nó hoảng hốt, nếu mà họ nghe tiếng kinh, họ quay lại câu Phật hiệu là họ định hình trở lại liền. Họ định hình trở lại và họ vững vàng trở lại ngay. Cho nên thành ra niệm Phật cực kỳ quan trọng, nên tập niệm trong tâm hoặc là thường niệm sáng tối. Thời gian tuy ít nhưng mà nó bảo hộ thân tâm mình đặc biệt. Nên nhớ như vậy, đừng có để đụng chuyện rồi mới tu, đôi khi không kịp. Đó là niệm 6 chữ với 4 chữ, nói rõ để nghe như vậy. Có nhiều người người ta nói trên chùa Quan Âm của mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, cứ đảnh lễ một Phật như vậy, không đảnh lễ hồng danh. Hồng danh tức là 108 vị Phật ở trong cuốn kinh Nhật Tụng đúng không? Hoặc là không đảnh lễ vạn Phật như vậy có thiếu không? Nghe Ấn Tổ nói nè. Nghe Ấn Tổ nói nè. Chớ bảo duyên tưởng một vị Phật công đức chẳng lớn bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Phải biết Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân. Một mình Phật A-di-đà có đủ toàn thể công đức của tất cả 10 phương pháp giới chư Phật. Nghe yên tâm chưa? Quá yên tâm. Đúng, phàm phu mình không thể nào nói ra được cái điều này đâu. Một mình Đức Phật A-di-đà mà công đức có thể bằng 10 phương chư Phật. Như những hạt châu nơi cái lưới của thiên đế, ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu, một hạt châu trọn khắp ngàn hạt châu, nêu lên một mà thâu trọn tất cả, chẳng thiếu chẳng thừa. Hay cực kỳ. Những cái hạt châu nó long lanh nó chiếu lẫn nhau, nó chiếu lẫn nhau. Những cái quả cầu của vậy thấy nó quay ấy, những hạt châu trong đó, những cái hạt nó chiếu lẫn nhau. Một công đức của Phật bằng vô lượng chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm một là tất cả, và tất cả chư Phật bằng một Phật Di Đà. Một là tất cả là một. Cái lý Hoa Nghiêm này rất là sâu. Mà mình lạy tất cả Phật, vạn Phật, để mình quy về, mình trở về ông Phật nơi trong tâm của mình, thì cái này hơi khó trở về. Khó lắm chứ không phải là hơi khó nữa, rất khó. Đem tất cả Phật mình lễ mà mình để quy về một vị Phật thì khó hơn là mình lễ một Phật Di Đà để trở về trong ông Phật Di Đà tự tánh mình.
cái chỗ này cái chỗ sâu sắc. Đại chúng cố gắng lắng nghe cho kỹ cái chỗ này để mình biết phương pháp mình hành trì nha. Chứ nhiều người người ta nói trời ơi, lễ một vị Phật sao mà đủ, phải lễ hồng danh 108 học vạn Phật, lễ tam thiên Phật cho lễ một Phật sao mà được. Người nói là chớ nói lễ một vị Phật không bằng nhiều Phật. Chớ nói niệm một vị Phật không bằng nhiều Phật. Chớ nói niệm một vị Bồ Tát Quan Thế Âm không bằng nhiều vị các vị Bồ Tát. Trong khi đó là Ngài Vô Tận Ý gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật nói này Vô Tận Ý Bồ Tát, có người cúng dường, cung kính, đảnh lễ, xưng niệm 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát. Ông thấy công đức có nhiều không? Thì Ngài Vô Tận Ý nói bạch Đức Thế Tôn nhiều lắm, rất là nhiều. Thì Đức Phật mới nói này Vô Tận Ý, này này này, nếu có người nào mà xưng niệm, đảnh lễ, cúng dường, cung kính vị Bồ Tát Quan Thế Âm, công đức bằng với 62 ức các vị Bồ Tát khác. Kinh khủng không? Cho nên hình ra Ấn Tổ thường kêu mọi người niệm Quan Âm là cái chỗ này. Vì sao vậy? Vì sao thường niệm Quan Âm? Vì Ngài nói là Phật A-di-đà kia kìa, ở bên Tây Phương Cực Lạc mà cũng cần phải có Bồ Tát Quan Âm để phụ trợ, để phụ tá, để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn bọn phàm phu chúng ta nghiệp chướng sâu dày, phước báu thì cạn mỏng, mà oan gia trái chủ nghiệp chướng rất là kinh hoàng, mà không có niệm kèm thêm Bồ Tát Quan Âm thì quý vị gặp chướng nạn quý vị qua không nổi. Mà khi gặp chướng nạn thì niệm Quan Âm qua nhanh hơn, đỡ tốn tâm lực hơn, và Ngài ứng hiện trong sát na để cứu độ. Vì vậy cho nên thành ra cái người mà thường niệm Phật rồi mà họ niệm Quan Âm nữa thì tốt. Cho nên cái công thức mà chúng tôi đang chỉ cho quý Phật tử tu ở trên chùa và dưới này là công thức của Ấn Tổ nói cho Ngài Trí Thoát. Đặt pháp danh là Thông Sướng. Ông nghiệp chướng quá sâu dày, bệnh hoạn, ông gặp nhiều chướng ngại quá, thì Ấn Tổ nói sáng ông tụng cuốn kinh Di Đà, ông lễ Phật bao nhiêu câu thì ông lễ Quan Âm Bồ Tát bao nhiêu đó câu, sáng và tối. Còn suốt ngày ông niệm Quan Âm Bồ Tát luôn, niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, bởi vì Quan Âm và Phật Di Đà cùng là một chuyện, là vẫn tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Cho nên người niệm Phật phải kèm thêm niệm Quan Âm Bồ Tát là cái chỗ này hết sức là quan trọng đó, phải cần thêm cái thần chú Đại Bi để mà gia trì. Cho nên thành ra ở dưới cái phòng chúng tôi tu, cái phòng thờ đó là bột nè, bột em quay nè, rồi nước nè, rồi cho hôm bữa nấu bánh tét chúng tôi nói thầy phiên á, sàng lọc cho kỹ, bỏ vô 6 cái lu như vậy, chúng tôi dán thần chú Đại Bi vô nè, nước, bột, đồ đạc, những cái gì mà chúng tôi dùng á nha, chúng tôi để hết lên trên bàn thờ để thần chú Đại Bi gia trì ở trong đó. Quý vị về để ý coi, hôm bữa chúng tôi có nói ba của thầy Long tụng có ba biến thần chú Đại Bi vô cơm mà để 3-4 ngày không thiêu, còn cái nồi cơm mà không tụng á để qua ngày thiêu liền. Ngộ. Hằng ngày thường lấy nước lễ Phật trì Đại Bi mà uống vô đó, con người này đặc biệt khỏe, sức khỏe tốt, có những chứng bệnh đang y nó cũng tan biến nữa. Nhớ nha. Những cái điều này là kinh nghiệm chúng tôi thực hành, cho nên chỉ là quý vị nên nhớ. Bây giờ lắng nghe cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Có cái ông này ông bị định nghiệp, tức là ông phải bị người đó sẽ giết ông đó, chắc chắn là sẽ giết ông, mà ông thành kính, ông niệm Bồ Tát Quan Âm, và Quan Âm nói ông là định nghiệp ông phải trả. Mà cuối cùng gì, ông lại chấp nhận trả, thì cuối cùng cái người mà để đến giết ông á, cái bọn đến giết ông á, là tự nhiên thay đổi ý định không giết, công nhận Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị. Nói như vậy Phật không phải là không gia hộ, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì nhanh hơn. Lắng nghe nè, cái lá thư này gần 4 trang, hơi dài, nhưng mà lắng nghe cho kỹ nha. Cái câu chuyện này đặc biệt á, cho nên chúng tôi giảng một đoạn xong rồi có đọc văn sao để quý vị nghe, nó rất là lý thú. Nếu mà chúng tôi giảng không thì đôi khi nhiều lúc quý vị buồn ngủ, cho đọc văn sao thấy nó tỉnh, mà khi đọc suốt văn sao không thì chắc quý vị cũng không hứng thú. Cho nên cái cách giảng của chúng tôi là phải có lời minh chứng của các vị tổ đã có sở chứng đi trước để quý vị lấy làm niềm tin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, trích trong văn sao thành tâm cúng dường toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích trong Ấn Quang văn sao Tinh Hoa Lục: chúng ta không có tư cách thành Phật ngay lập tức, lại không có thật chứng đoạn được kiến hoặc, tùy ý chẳng tạo ác nghiệp, nếu chẳng chuyên tu tịnh nghiệp để hồng cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh, thì chỉ e đến tột cùng đời vị lai,
vẫn cứ phải chịu sống chịu chết trong tam đồ lục đạo, không có cách gì thoát ra được, chẳng đáng buồn ư? Nguyện những người cùng hàng với tôi đều sanh chánh tín. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 3, lời tựa sách Cận Đại Vãng Sanh Truyền. Chớ bảo duyên tưởng một vị Phật công đức chẳng lớn bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Phải biết A-di-đà Phật là Pháp giới tạng thân. Một mình Phật A-di-đà có đủ toàn thể công đức của tất cả mười phương Pháp giới chư Phật, như những hạt châu nơi cái lưới của Thiên Đế. Ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu, một hạt châu trọn khắp ngàn hạt châu. Nêu lên một mà thâu trọn tất cả, chẳng thiếu, chẳng thừa. Nếu là bậc đại sĩ tu hành đã lâu, thì cảnh duyên rộng lớn chẳng ngại. Cảnh càng rộng, tâm ta càng chuyên nhất. Nếu là kẻ sơ tâm mạc học, mà duyên cảnh rộng thì tâm thức phân tán. Nhưng chướng sâu huệ cạn rất có thể khiến cho các ma sự khởi lên. Vì thế Đức Phật Thế Tôn ta và chư tổ các đời đều dạy hành nhân tịnh độ hãy nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật là vì lý do này. Như ai thiên tư thông minh mẫn tiệp, nghiên cứu các tông tánh tướng chẳng trở ngại gì, nhưng vẫn phải lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ nương về. Ngõ hầu chẳng đến nỗi có nhân không quả, biến diệu pháp liễu sanh thoát tử thành lời nói trơn tru ngoài miệng, không do đâu được lợi ích thật sự. Ắt phải trọng lòng kính, giữ lòng thành, xem kinh tượng như vị Phật sống, chẳng dám chớm chút ý coi thường. Ngõ hầu tùy lòng thành của mình lớn hay nhỏ mà sẽ được những lợi ích sâu hay cạn. Đối với người độn căn, hãy nên chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ. Nếu quả thật tin cho tới nơi, giữ cho chắc, nhất định trong đời này sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ hiểu sâu xa kinh luận nhưng chẳng thực hành pháp môn tịnh độ thì lợi ích đúng là khác biệt một trời một vực. Những điều vừa nói đó, bất luận là tư cách nào, ban đầu cứ cho uống loại thuốc một vị này, bất luận những căn bệnh như tà chấp, thấy biết sai lầm, ngã mạn, phóng túng, đề cao thánh cảnh nhưng tự mình cam phận hèn kém, không bệnh nào kê thuốc A Già Đà nhất vị trị chung vạn bệnh này mà chẳng lành. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên. Thiền tông thường nói minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ. Nói kiến tánh thành Phật là đích thân thấy được Đức Phật thiên chân nơi tự tánh thì gọi là thành Phật. Đấy chính là lý thức Phật và danh tự tức Phật, chứ không phải là cứu cánh Phật phước huệ viên mãn. Vì ấy tuy ngộ đến chỗ cùng cực, đích thân thấy được Phật tánh, nhưng vẫn là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Người khác dạy người đa phần chú trọng dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ, tận hết bổn phận. Nếu chẳng thể tận hết bổn phận, thì dù có thấu triệt tận nguồn tột đấy, mọi sự trong thiền, trong giáo, cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tam thế chư Phật bị oan uổng mà thôi. Huống chi còn có sự chưa thể thông hiểu, tột nguồn thấu đáy ư. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, lá thư số 11. Câu chuyện số 1, do niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được cảm ứng. Xã Tây Hương, huyện Tân Kiến, tỉnh Giang Tây, có dòng họ Lý gồm khoảng 10.000 nhà, sống tụ tập trong một khu vực rộng lớn. Vào năm Mậu Dần, xã ấy bị bệnh dịch lan tràn khắp nơi. Dân trong xã thì cứ 10 gia đình, thì có đến 8-9 gia đình mắc bệnh. Chỉ mỗi gia đình của họ Lý thì lớn nhỏ đều được an toàn, không mắc bệnh. Dân chúng trong xã sinh nghi, đua nhau dò hỏi nguyên do. Một số người cho rằng gia đình đó có phương thuốc gia truyền đặc trị. Chủ gia họ Lý đáp, hoàn toàn không có. Trong nhà tôi chỉ kiền thành cúng dường Quán Âm đại sĩ, hằng ngày xưng niệm lễ bái đại sĩ và phát nguyện ấn tống kinh Phổ Môn nghìn quyển.
Nhờ đó chúng tôi đều thoát khỏi chứng bệnh nguy hiểm này. Bây giờ mọi người nghe nói xong thì phát tâm tin tưởng, đua nhau thành kính cúng dường Đức Quán Âm Bồ Tát và xưng niệm danh hiệu của Ngài Tinh Tấn. Từ đó về sau mọi nhà đều được an ổn, không còn ai bị bệnh dịch nói trên nữa. Chích trong Bạch Y Kính Cẩn Niệm. Câu chuyện số 2. Triều nhà Thanh, Huỳnh Bá Lân ở Nguy Khương rời gia đình đến ở Dương Châu đã nhiều năm. Bá Lân là một Phật tử kính tinh Tam Bảo. Trong nhà, ông thờ Quán Âm Bồ Tát rất thành kính. Hàng ngày, ông đều xưng tụng lễ bái, cúng dường và trì tụng kinh chú. Mùa hạ năm Ất Dậu, trong xứ nổi loạn, binh sĩ kéo đến thành Dương Châu đánh phá dữ dội. Dân chúng sợ hãi, chạy trốn khắp nơi. Bá Lân lo sợ đến trước thánh tượng đại sĩ để lễ bái cầu đảo, mong Ngài cứu hộ. Đêm ấy, ông nằm mộng thấy đại sĩ bảo rằng, nhà của ngươi tất cả 17 người, 16 người kia đều có thể khỏi nạn, chỉ một mình ngươi vì định nghiệp không thể trốn tránh. Bá Lân giật mình tỉnh giấc, trong tâm rất lo sợ, lại đến trước Phật đài lễ bái cầu đảo. Sau đó ông trở về phòng, vừa nhắm mắt thì lại thấy Bồ Tát đến bảo rằng, đời trước ngươi chém vương ma tử 26 nhát dao, nên đời này phải đền trả. Ngươi nên bảo tất cả gia đình và gia nhân chạy ra phía đông mà lánh nạn. Chỉ mình ngươi nên ở giữa nhà mà chờ đợi, đừng để lương lỵ đến người nhà. Phật tử Bá Lân thâm tín vâng lời Bồ Tát dạy. Quả thật năm ngày sau, khi binh sĩ kéo đến nhà, Bá Lân vui vẻ nghinh tiếp và hỏi rằng, trong số các vị ở đây thì vị nào là vương ma tử, xin cho tôi biết. Vì tôi thiếu nợ vương ma tử 26 nhát dao, giờ đây tôi xin sẵn sàng trả nợ, xin cứ giết tôi. Trong số binh sĩ đến, quả thật có người tên vương ma tử. Người ấy lấy làm kinh sợ hỏi rằng, vì sao ông biết tên họ tôi? Bá Lân bèn đem việc trong mộng thuật lại. Vương ma tử nghe xong than rằng, đời trước ông chém tôi 26 nhát dao, nên đời này tôi tìm ông để trả thù. Nhưng đời này nếu tôi giết ông, thì cũng không tránh khỏi đời sau, ông sẽ tìm tôi để trả thù lại. Thế là trả vay vay trả, biết khi nào mới dứt nợ. Dứt lời, vương ma tử dùng sóng dao chém nhẹ trên thân Phật tử Bá Lân 26 nhát, đoạn nói rằng, thế là chúng ta không còn oán thù gì nữa, vì người mắc nợ và người trả nợ đã thanh toán xong. Câu chuyện số 3 do trì thần chú Đại Bi được cảm ứng. Triều nhà Thanh có người tên Du Tôn ở Thượng Hải. Một ngày nọ, vợ của ông bỗng nhiên bị sốt, run cầm cập nói mê sảng rằng, mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi đi đường ngang qua đây, hiện giờ quá đói, chủ nhân xin mau đem vật thực cho chúng tôi ăn. Trong miệng bà lăm râm nói như thế mãi, người nhà lắng tai nghe kỹ, thì đó là giọng nói của người xứ Vô Tích. Người nhà bèn rước thầy Lang gần nhà đến chẩn mạch để chữa trị, thì thầy Lang cho biết không thấy bệnh gì hết, nên không thể bốc thuốc chữa bệnh được. Thầy Lang nhìn một lát thì bảo, theo ý tôi nghĩ thì chắc có ma quỷ dừa, vậy người nhà nên đến Quán Âm Đường để rước quý thầy về tụng kinh giải trừ thì chắc sẽ hết. Người nhà vâng lời bèn đến Quán Âm Đường rước quý thầy về tụng kinh. Khi quý thầy đến mở lễ khai kinh tụng chú Đại Bi, kinh Kim Cang và Bát Nhã. Vừa xong một thời kinh thì bỗng nghe bệnh nhân tự quở trách. Lúc đầu tao không chịu đi, mày thúc giục tao đến đây. Hiện giờ tấm thân của tao vô cùng đau nhức, như bị phi đao đâm vào, đau đớn không thể chịu nổi, thì phải làm sao đây, đi khỏi đây mau mau. Sau đó nghe tiếng của nàng dâu dạ dạ, rồi bệnh nhân sau đó yên lặng, không nói sảng thêm một lời nào. Chứng lạnh run cũng hết, nhưng tinh thần của bệnh nhân còn hơi ngơ ngác. Trải qua một đêm, đến sáng hôm sau thì bình phục. Chích trong Trần Như Chinh Chất Trực Đàm, Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp của Phật có những cái màu nhiệm mà mình thấy lạ. Bà này bị nhập mà nói sảng không biết gì, thầy thuốc chịu thua, kê đơn hút thuốc,
không giải quyết được đâu. Thầy thuốc mới nói là bị dựa rồi, rước quý thầy về tụng thời kinh, rồi bắt đầu các vị đó họ họ cảm giác họ sợ, họ phải ra đi. Cho nên kinh Phật có cái công đức, một là những người đó họ kính tin thì họ sám hối và họ tu tập, còn không thì họ không có quấy phá mình được. Chỉ có kinh Phật mới giải quyết được chuyện này. Mà cái chuyện này hầu như rất thường xuyên xảy ra, nhất là trong người gần chết là dễ bị oan gia dựa vô. Nên mình phải biết điều này để mình giúp cho thân nhân mình, quan trọng lắm á ngài. Cái việc niệm Phật á, biết thì nó rất là dễ, nhưng mà không biết thì nó khó. Mình nghe nói là thường nhớ Phật, niệm Phật á, thì Tổ sư Ấn Quang nói, con người mà muốn hay nhớ Phật, nghĩa là tâm muốn không rời Phật thì miệng không rời niệm, tai không rời tiếng. Còn nếu mà miệng mà không có niệm lên được á, thì nó quên câu Phật hiệu thì tâm cũng quên Phật. Còn muốn tâm mà nhớ Phật, ức Phật hoài đó, mà niệm trong tâm không á, thì nó cũng khó có kết quả. Có nhiều người hỏi, con chỉ niệm trong tâm không được không? Ngài nói, người khiên vật còn phải có sức hò reo, cho nên cũng cần phải có ra tiếng đó. Cho nên người muốn nhớ Phật thường xuyên thì miệng phải râm râm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Mà muốn niệm cho không mệt thì gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Thường xuyên mà niệm như vậy thì miệng không rời Bồ Tát, thì tâm cũng sẽ thường nhớ Bồ Tát. Thì thường nhớ Bồ Tát là có Bồ Tát gia hộ gia trì, thường nhớ Phật niệm Phật thì có Phật gia hộ gia trì. Dầu cho người này nghèo khổ gặp nạn, nhưng mà gì? Nghèo mà an, nạn mà nặng thành nhẹ, hay cực kỳ. Cho nên có nhiều người họ niệm Phật mà vào cái thời khóa, hoặc họ niệm lất lất chơi chơi, chứ họ không có thường nhớ để mà miệng xưng niệm. Muốn tâm không rời Phật thì miệng không rời niệm mà. Mà miệng không rời niệm gì thì tai không rời tiếng. Ba cái là tâm khởi lên niệm danh hiệu Phật, thoát ra miệng lọt vào tai, thì người này mau được nhất tâm. Bí quyết nằm chỗ này, nhớ kỹ chỗ này. Rồi có cái ông này ông hỏi, cái nên lễ Phật ông nghe ngài nói nè. Vả nữa, người suốt đời suốt ngày chọn năm niệm Phật, há có nên đối với Phật chẳng lễ kính ư? Trong 10 đại nguyện vương lễ kính đứng đầu, mọi chuyện tọa hạ có thể bỏ, chứ lễ kính quyết chẳng được bỏ. Ngài nói không thể bỏ lễ kính được, hằng ngày phải lễ Phật. Ít nhất gì là một tiếng đồng hồ hoặc 100 lạy thì người này không bao giờ bệnh. Nếu mà 2-3 tiếng nữa thì thôi tuyệt. Nếu không lễ sẽ khó cảm thông. Vì sao vậy? Do thân mong cầu an nhàn thông dong, nên tâm thành cũng không có cách nào đạt đến cùng cực được. Ngồi tu chỉ có ngồi liêm diêm. Ấn Tổ quở mấy cái người niệm Phật mà ngồi không có chịu niệm, chỉ để tâm không không, đó là bọn ngội đạo. Nghe nói bọn ngội đạo thì họ ngồi để cái tâm không không, họ nói là Phật trở về với Phật tánh rồi. Ngài nói là bọn ngội đạo. Còn con người nữa, là con người tu tịnh độ là ngồi cũng phải niệm Phật, đi cũng phải niệm Phật, rồi thân lễ cũng phải niệm Phật, thì mới thực sự là người niệm Phật, là tu theo pháp môn tịnh độ. Chứ không phải kêu thôi tu đến cái chỗ tu vô tu, tu niệm không niệm nữa là trở về chân tâm. Không phải đâu, cái đó là cái vô ký thôi, chứ chưa phải là chân tâm đâu. Nên phải học cho kỹ, chứ không tôi đang suy nghĩ mệt quá, tôi đang lo, tôi cho ngồi thiền chút, tôi không có nghĩ gì nữa hết, rồi ngồi chút xíu rồi cứ suy nghĩ nữa không? Làm sao thoát khỏi cái suy nghĩ được? Vậy mà niệm Phật từ từ nó an trong đó, nó chuyển những cái suy nghĩ sằng bậy trở thành suy nghĩ thanh lương thanh tịnh. Cái đây mới là quan trọng, hay cực kỳ luôn, cho tự thân mình chuyển không được đâu, không phải dễ. Thì cái việc mà lễ Phật thì hôm trước chủ nhật vừa rồi đây thì dịch bệnh cho nên chùa không có mở cửa, một số quý Phật tử không có tụ tập, và quý Phật tử các cụ cũng ở nhà, một số người không có mạng để xem. Nhưng hôm nay thì quý Phật tử đang tụ tập trên chùa, một số các thầy nữa, một số các Phật tử ở bên ngoài, cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn thầy Tánh sẽ lạy lại để cho mọi người Phật tử ở khắp các nơi về đang xem trực tiếp trên chùa thấy cái cách lễ này, nên lễ cho đúng cái cách lễ này rất khỏe. Nếu mình lễ khoảng 5-10 lạy hoặc là 5-10 phút hoặc nửa tiếng trở lại thì cái kiểu gì cũng được, chổng mong làm sao cũng được, nó không đến nỗi mệt. Mà lễ từ 2-3 tiếng rồi mới thấy cái này là giá trị. Cái cách lễ này của bác sĩ Quách Huệ Trâm
họ lễ rất đặc biệt. Nhớ nghe, con người mà thường lễ Phật thì gì? Tâm của người này sẽ dễ cảm thông với Phật. Thì hôm nay thầy Tánh sẽ lạy lại để cho trên chùa nhìn trực tiếp và khắp các nơi trên thế giới nhìn trực tiếp. Mà có một số những người họ lễ nhìn qua thầy Tánh, họ lễ hoài nó không ra. Cũng như thầy Tánh, chúng tôi thực sự nửa tháng chúng tôi chỉ từng chút thầy, hôm nay thầy mới gọi rằng là nhuần nhuyễn hoàn thiện. Cho nên cái lễ Phật để mà mình khai thác tột cùng nó, để mà mình tìm ra cái cách để làm sao cho nó khỏe, chứ không phải là mình thay đổi hoài. Cho nên Ấn Tổ nói cái danh hiệu niệm đó thì phải giữ cho vững, một cách nào giữ cái danh hiệu đó thường xuyên. Nhưng mà cái cách lễ, tức là cái hình thức đó, mình làm sao cho nó hợp lễ là được. Thì có nhiều người người ta nói sao mà lễ Phật thầy rất nhàn, hôm trước đây trong một năm thì đổi tới đổi lui, bởi vì lễ nó chưa có khỏe, nó chưa có đạt được yêu cầu. Mình phải học, học nữa, học mãi, học để chừng nào mà mình đạt đến cái đỉnh cao của nó. Là đỉnh cao nó là gì? Thân tâm nhu nhiến, thân gì khỏe tâm an. Và lễ Phật là cấu diệt thiện sanh, rất dễ cảm thông. Cho nên thành ra là đến nỗi thầy Tánh á, ngang thầy lễ Phật là chuyên luôn á. Nhưng mà cái cách này là chúng tôi cứ sáng là kêu thầy Minh với thầy Tánh ra, cứ chỉ cho thầy từng chút mà chúng tôi lấy cái bộ sách gọi là lễ Phật y học. Giờ kêu thầy Nhật Minh chuẩn bị đọc, đọc xong rồi lễ Phật để làm thành cái cuốn sách video để cho mọi người biết. Cho nên bọn phàm phu chúng mình mà không có người chỉ và mình không có thực hành thì mình không thấy cái sự vi diệu của nó đâu. Đó. Vậy cho nên giờ thầy Tánh ra để lễ lại cho mọi người thấy nha. Có cái cô, có cái cô Phật tử Phương Bảo ở bên Cali, Santa Ana, miền Nam Cali á, cô nói lúc trước con lễ nó không đúng như thầy, con thấy nó hay mệt. Mà hôm nay con tập lại đúng kiểu của thầy. Thầy biết không? Bây giờ đang ổ dịch ở bên đó, nhưng mà con ở nhà con tu suốt ngày luôn, không mệt, con không có ngủ trưa. Thường bên Mỹ họ không có ngủ trưa, họ làm suốt luôn mà con thấy ngủ trưa, con mất thời gian, con uổng quá. Và suốt ngày con lễ Phật, con trì đại bi, con niệm Phật, con thấy quá khỏe. Mà trước con tu thiền là phải, thầy biết là con ngồi thiền có khi suốt đêm luôn á. Mà hôm nay con nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không với thầy là con chuyển sang tịnh độ, mà con thích quá chừng luôn, con trì đại bi, con thấy nó an vui quá chừng. Nhất là tôi trì theo cái máy của thầy. Nhưng mà khi mà mình tụng đại bi mà theo cái máy rồi, cứ nhờ cái máy nó trợ lực, chút xíu nữa chúng tôi nói cái chỗ này. Thì bây giờ cái cách này lại thì gọn gàng hơn lúc trước nha. Thì một câu trong máy và Phật tử trên đó đó lắng nghe nè. Quý Phật tử, quý thầy trên đó lắng nghe nè. Khi mà niệm một câu trong máy rồi, mình niệm hết một câu, mình ra tiếng rồi mình mới xuống. Ở trên đó làm sao mấy cụ niệm chưa hết một câu của mình niệm là câu thứ hai là xuống liền. Làm chi mà vội vã nôn nóng thế? Người lạy Phật rất là chậm rãi, khoan thai, nhẹ nhàng, thông thả, chứ làm gì mà bộp chộp quá. Chúng tôi coi trực tiếp ở trên chùa thấy gì? Trong mấy Nam Mô A Di Đà Phật, các cụ, các thầy chưa niệm hết Nam Mô A Di Đà Phật mà xuống, cái này tổn khí, cực kỳ dễ bị tổn khí. Đang niệm mà xuống, đang niệm mà lên là tổn khí. Tổn khí là cái hơi của mình nó bị tổn thương trong đó, rất nguy hiểm. Cho nên là ra là phải nghe cho hết một câu trong máy, niệm hết một câu, mình đứng đứng đừng có nôn xuống liền, bởi vì một câu kế tiếp trong máy thừa sức dư thời gian để mình xuống từ từ mà, đâu cái gì gấp gáp đâu. Giờ lắng nghe nè, có thầy Tánh này niệm một câu trong máy chúng tôi mở ra rồi, một câu thầy Tánh hết một câu đứng xong rồi mới xuống. Ở trên đó là toàn là chưa hết một câu thứ hai là xuống rồi, mà đang niệm cũng xuống luôn là tổn khí, cực kỳ nguy hiểm. Rồi mình vừa niệm trong tâm, mình thấy cái chán mình vừa đặt dưới đất là bắt đầu trong máy niệm toàn là xuống trước xuống sau, không đều, không đẹp, không đẹp, không đạt. Cho nên hôm nay chúng tôi nói từng chút dễ để lễ Phật cho đúng ngang. Chứ không phải là lễ cái là được đâu. Ừ, chứ không phải là đơn giản. Bây giờ lắng nghe một câu trong máy, lễ hai lần thôi. Bây giờ để Giáng Nhàn chỉ nói là coi kỹ nha. Thầy lên thầy vẹt áo làm sao, thầy xuống thầy vẹt áo làm sao nha. Rồi thầy lên như thế nào nhìn cho kỹ, hai lần lễ thôi. Giờ nghe một câu là niệm một câu là xuống luôn, chứ không để hai câu đứng mất thời gian nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi, được rồi. Thấy nhẹ nhàng đúng không? Thân thì đang lên xuống, tâm thì niệm danh hiệu Phật, một câu ra tiếng, một câu trong tâm và một câu trong máy, rồi một hai câu trong tâm, một câu ra tiếng, không bao giờ mệt. Ở trong cuốn Lễ Phật Y Học chúng tôi in cũng rất nhiều, Pháp Sư Đạo Chứng nói cái bánh xe nó quay vòng tròn như vậy mà tâm bánh xe không quay, thân thì cử động lên xuống nhẹ nhàng thoải mái sảng khoái không mệt, và tâm thì đang định trên danh hiệu Phật, niệm trong tâm, niệm ra tiếng, lắng nghe trong máy, thì người này không bao giờ bệnh, nghiệp sẽ tiêu, trí tuệ sẽ sáng suốt và phước báu sẽ tăng trưởng. Đặc biệt tin tưởng đi, bỏ thời gian sáng 1 tiếng hoặc 2 tiếng, chiều 1 tiếng hoặc 2 tiếng, vậy mà con người này làm ăn tự nhiên nó trí tuệ nó sáng sáng rồi, nó làm cái gì cũng trúng hết trơn á. Đặc biệt lắm à, cái cách lễ Phật này chúng tôi nói là bất khả tư nghị, rất là hay. Quý vị thấy đơn giản vậy phải không ạ? Vậy mà khoảng bắt đầu 15-20 phút, nửa tiếng rồi bắt đầu mình mới thấy cái tâm mình nó an lạc. An lạc, cực kỳ an lạc. Cái niềm an lạc mà mình trúng vé số, niềm an lạc mình ăn một bữa ngon, hoặc mình coi sinh đê, hoặc là mình có niềm vui gì bên ngoài tới, nó hết rồi mình mới thấy cái sự dao động của tinh thần nó buồn lại cho coi. Còn cái an lạc này đi sâu vào trong nội tâm để lễ Phật, nước an lạc hoài, nó cứ ngấm ngầm ầm ĩ ở trong đó, nó an vui. Chỉ có người lễ Phật mới thấy được cái sự an lạc, chỉ có người niệm Phật mới thấy được cái sự an lạc của cái sự niệm Phật. Đặc biệt lắm. Cho nên hôm nay chúng tôi dùng toàn tâm lực để nói, để quý vị nắm bắt được cái cách lễ Phật đơn giản vậy phải không ạ? Nhưng mà chúng tôi phải nghiên cứu cách cả một kỳ công. Gặp bao nhiêu cái chứng duyên lễ Phật nó mệt, thì phải tìm cách nào cho nó hết mệt chứ. Phải hít vô, đứng một câu trong máy thì phải hít vô sâu. Rồi cái lúc mà mình ngồi xuống ở trên chùa, có cái cách mà mình ngồi xuống 15-20 phút á, thì khi mà mình ngồi mình nghe một câu trong máy, một câu trong tâm. Nếu mà muốn cho mau khỏe lại là nghe một câu trong máy, bắt đầu mình hít vô, hít chậm chậm chậm, niệm trong tâm cũng hít vô luôn. Hít thiệt sâu, mình giữ hơi ở trong đó và niệm trong tâm nữa. Chừng nào mà mình niệm giữ không nổi cái mình thả ra, khoảng 5-6 hơi là nó hồi phục lại cái khí lực. Cái này đặc biệt. Thầy Tánh với thầy Minh hay làm cái này, mà chúng tôi mệt quá chúng tôi mới nghiên cứu ra cái cách niệm Phật trong tâm và hít sâu giữ hơi thở. Khí lực nó có, cho nên giờ chúng tôi mới nói suốt gần 2 tiếng như vậy chưa có mệt. Là gì vậy? Khí lực nó đủ. Nhưng mà giờ chút xíu nữa nói xong rồi xuống phải hít sâu vô để bồi lại cái khí lực. Đang nói như vậy là cái tâm lực mình nó đủ nè, đủ tâm lực mình mới có thể mình uyển chuyển mình nói được như vậy. Mà muốn cho được cái tâm lực này đủ thì gì? Thường ngày niệm Phật, niệm Quan Âm. Tâm lực người này sẽ mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, không có bạc nhược, không có sợ sệt, không có run sợ. Đặc biệt, mà khí lực không đủ thì phải hít vô trước khi ngủ trưa, mà ăn cơm trưa rồi hít khó chịu vô cùng. Chú Duyên đang quay phim nè, hôm bữa chú đang dựng phim xong, cái chú nói, sao tim con nhói, con hết thở nổi rồi, con bệnh tim chắc chết, con khó chịu quá luôn rồi. Bây giờ sao đây, kêu bây giờ ông ngồi ông dựng phim mà không có hết, ông ngồi ông cứ tập trung, ông làm siết luôn mấy cái phim từ Tết đến bây giờ. Bây giờ ông thả ra, ông ngửa ngồi trên ghế, ông hít sâu vô, ông niệm Bồ Tát Quan Âm trong tâm đi. Ông hít vô mấy hơi, cái ồ sao khỏe rồi. Cái mà ông hít luôn, ông ngủ được. Có những lúc làm phim mệt, ông ngủ không được, nó trằn trọc, nó khó chịu. Hơi thở nó không đủ, nó làm con người mình cực kỳ khó chịu mà không ngủ được. Nằm 2-3 tiếng đồng hồ mới ngủ, đó là khí lực thiếu. Trước khi ngủ chịu khó hít sâu vô giữ lại, niệm Quan Âm trong tâm khoảng chục hơi là vô, nằm vô nó chìm vô ngủ liền. Hay cực kỳ cái hít thở này để cho con người ngủ được. Cho nên trên mạng người ta có nói của người mà thường hít sâu vô như vậy trước khi ngủ, chứ hàng ngày hít suốt là hít không có được. Chỉ có lúc trước khi ngủ trưa, mà trước khi ăn cơm trưa hít mới được, chứ ăn cơm trưa vô hít không được. Còn chiều chúng ta không ăn là thôi hít thoải mái luôn. Trước khi ngủ hít sâu vô giữ lại thì khí lực nó đủ vô là chìm trong giấc ngủ. Cho nên có nhiều người ngủ không được do thiếu khí lực mà không biết. Nằm cái trằn trọc hoài, để chừng nào mà nó hồi phục lại được mới ngủ là mất hết cả tiếng mấy rồi qua giấc ngủ luôn. Cái chỗ này quan trọng cực kỳ. Thôi thầy tánh nghĩ bữa nay lại ít thôi,
Nhưng mà mọi người đã có coi lúc trước cái đĩa rồi. Bây giờ còn lại 25 phút nữa, 26 phút nữa là 11 giờ để phóng sanh. Hôm nay phóng sanh 10 triệu. Lấy cái tiền của hai gia đình của Liên Phương với lại của Liên Vân đó để phóng sanh. Thì trì thần chú Đại Bi thực sự nếu không biết cách là bị tổn khí. Dẫu cho có mấy, nếu không biết cách vẫn tổn khí, tụng theo mấy hoài luôn, không hít vô thì cũng bị tổn khí. Giờ có hai cô là cô Liên Phương với lại bạn của cổ Trung Quốc lên trên này tí, cô này bị tổn khí nè. Hai cô này, cô nào cũng bị tổn khí hết trơn. Đang nói cái chuyện tu hành về cái việc tổn khí á, chút xíu để trì Đại Bi. Cô đứng phía bên kia, hôm trước chúng tôi có nói về cái việc mà cô bị bất an, khổ đau, buồn phiền khi dịch bệnh về Trung Quốc không được. Mà trong người của cô khó chịu khoảng một tuần lễ là trong người cô coi như là tưởng chừng là chịu không nổi với cái buồn phiền và nhớ nhà, nhớ con lúc 2 tuổi. Cái tâm trạng của những người mà gia đình của cô Liên Vân mà mất á, hôm qua chúng tôi thấy con của cổ khóc mà lưng tròng nước mắt, chúng tôi nói cái tâm mà đang buồn, đang nhớ mẹ mà đang cái cú sốc mạnh như vậy đó thì thường mà buồn hoặc nhớ hoặc đau khổ đó thì trong não mình nó tiết ra một cái nội tiết tố. Đây đang nói chuyện tâm lý học, khoa học nha. Thì trong cái não mình, trong tư tưởng mình nó tiết ra một cái nội tiết tố. Mà cái nội tiết tố buồn, nhớ mẹ, bất an, khó chịu, bực tức là nội tiết tố độc tố trong cơ thể. Mà cái nội tiết tố độc tố này nó giết con người còn nhanh hơn thuốc độc. Vì sao vậy? Vì khi mà cái nội tiết tố này nó xuất hiện trong cơ thể, trong não và bắt đầu nó lan truyền xuống trong cơ thể và hệ thống thần kinh mình nó làm cho mình tê liệt, ăn không ngon nữa. Đúng không? Nó khó chịu trong người và nó không cho mình ngủ được luôn, bởi vì cái tư tưởng đó nó bị làm cho mình bất an. Cái đó là một cú sốc, gọi rằng là một cái tinh thần bị bất an. Và cô này cổ bất an đến cùng cực và cổ nằm thừ lừ một đống, cổ tu cũng không nổi mà coi như là đi vô đường cùng, mà cổ nghĩ nếu mà một tuần lễ nữa thì chắc cổ phải chết, chịu không nổi với cái bất an đó. Lắng nghe, đây là một cái tâm lý học nha, lắng nghe cho kỹ để quá giải nó nè. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi con người mình bình thường không có một cái pháp để hộ thân hộ tâm, không có một cái pháp để làm chủ, cho nên nó bị một cái tư tưởng, bị một cái sự cố gia đình là bắt đầu nó dồn hết vô trong đó để nó suy nghĩ, để nó bất an, để nó khó chịu. Và nếu mà người mà hiện tại có niệm Quan Âm, niệm Phật và họ có một cái pháp hành trì dẫn cái tâm rồi đó, thì khi mà chuyện đến với họ là họ không để cho cái buồn phiền đó bất an chế ngự. Trong văn sao có một gia đình đó bị cháy sạch sành sanh cái nhà, hai vợ chồng chạy ra thoát được và bà vợ điên luôn. Mất hết của cải, bà vợ ngơ ngơ, không biết chồng là ai luôn. Thì ông chồng bình thường, ông chồng coi như là của thay người. Bởi vì sao ông chồng nói vậy được? Bởi vì ông chồng có trì Đại Bi, niệm Phật, niệm Quan Âm. Thì khi bây giờ họ niệm như vậy là họ lấy cái danh hiệu Phật họ làm chủ rồi, không để cái buồn phiền làm chủ bản tâm nữa. Hiểu không? Không để cái buồn phiền nó làm chủ bản tâm, với điều kiện nó thay thế một cái pháp là niệm Phật hay niệm Quan Âm trong đó. Mà lúc buồn phiền đó là niệm Quan Âm thì nó giải quyết nội tiết tố ở trong cơ thể này nhanh nhất. Nhiều thiện hữu tri thức và Phật Bồ Tát đến gia trì cho mình nhanh nhất. Thì như vậy mình thế cái niệm mà buồn phiền đó thành cái niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà cái bình thường mình niệm yếu quá, cho nên cái lúc gặp cái sự chấn động mạnh quá thì mình chịu không nổi. Niệm không trôi được, niệm không có khí thế được, niệm không có cảm hứng được, niệm không thấy sao nó thay đổi chút nào, là do cái lực niệm Quan Âm của mình hàng ngày không có chịu huân tập và không có dự phòng cho nó có sức mạnh, cho nên mình thua nó. Hiểu không? Mình thua cái ý niệm mà buồn phiền đó. Mà đối với người đời, khi cha chết, mẹ chết, người ta khóc, người ta làm sùm, người ta kiểu là có hiếu. Nhưng mà đối với đạo, đó là làm ảnh hưởng người hương linh đã bị không được siêu thoát, nguy hiểm. Mà con người mình sẽ sanh ra bệnh hoạn nữa. Đúng không? Cho nên thành ra là lúc này phải là thường xuyên nhép môi Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm để cái ý niệm này nó khống chế, nó kháng cự lại được cái ý niệm mà buồn đó.
Mà nếu mà niệm không khéo mà không thường xuyên á nghe, không trong tâm rồi thầm, không trong tâm mà thầm một chút mệt rồi mình thấy không có kết quả mình bỏ, thì toàn bộ phiền não, buồn phiền, nhớ mẹ, rồi cái hoàn cảnh đó nó làm chủ bản tâm mình là coi như xong rồi đó. Cô này coi như là nhớ con lúc 2 tuổi, cũng có mấy đứa con lớn rồi, ông chồng cứ kêu về mà dịch bệnh về không được, cô dằn co, coi như là phiền não làm chủ bản tâm. Ấn Tổ nói khi phiền não làm chủ bản tâm rồi nó hại con người ghê gớm, nó giết con người ghê gớm. Không ai biết cái điều này nó hại con người, thấy nó là mình rồi. Thì cuối cùng cô nghe lời thầy của Trì Đại Bi, 108 sáng 54 chiều 54, sáng 54 chiều 54, con niệm Quan Âm suốt của linh chùa của tu. Một tuần lễ sau tự nhiên nó hồi phục lại con người bình thường. Lúc mà nó hồi phục mà có nó cái năng lượng niệm Quan Âm Trì Đại Bi giữ trữ trong tâm rồi, không có cái gì mà xâm nhập nó nổi hết. Không vô nổi nữa, không vô tinh thần nổi nữa. Mà trước khi đó mà cổ mà về đây rồi, của Trì Đại Bi có 25 biến mỗi ngày thôi. Mà Trì Đại Bi mà không có mấy á, rách cái cổ họng luôn. Mà cổ bị viêm cổ họng luôn và lừ đừ trì không nổi. Mà khi về lại đây 108 biến có mấy biết hít thở của khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con trước đó còn bên Trung Quốc á là con trì thần chú Đại Bi một ngày có 25 biến thôi, nhưng mà vì là không có máy trợ nên tổn khí, con bị tổn khí và cái cổ họng của con là nó bị rát, sau đó là nó bị viêm và bị nó bị nặng quá rồi nó bị trắng hết cả cái cổ họng ấy. Đi khám thì bác sĩ cũng cho con thuốc về uống thì sau đó con mới thấy là con bị tổn khí nữa. Sau khi con về bên này thì lúc đó ngực nó tức, bị tức ngực, đau hai bên phổi nữa. Sau khi con về bên này thì cũng do dịch bệnh nên là cửa khẩu đã bị đóng, thì con cũng không về được nữa. Thì con cũng buồn tại vì con của con nó còn nhỏ quá nên con cũng lo lắng. Chồng con từ trước đến giờ là cũng không có biết chăm trẻ con nên là con cũng lo về cái khoản đấy. Thì nhưng mà con cũng không có cách nào nữa rồi, thì con vào trong này thì con cộng tu vào trong này, chị gọi con vào trong này tu. Khi con vào trong này thì gia đình bên kia cứ gọi con về, tại vì muốn con là đi đường bay về, nhưng mà đi đường bay thì rất là cực, tại vì vừa xa mà cũng rất là nguy hiểm, vì bên Trung Quốc lúc đó là dịch cũng bùng lên rồi, nếu như con mà về lúc đó thì cũng con cũng lo. Khi mà gia đình cũng giằng co như vậy thì con cũng muốn về, một nửa muốn về, một nửa thì cũng lo lắng như vậy, con cũng không dám về. Khi cái tâm trạng của con như thế nó làm cho con khổ quá, con không thể nào con chịu đựng được nữa. Thì chị có gọi con lên gặp sư phụ có chỉ dạy con là ở nhà thì chỉ chú Đại Bi 108 biến và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì con nghe theo sư phụ, con ở nhà con cũng có làm như vậy. Thì tự nhiên một tuần sau thì tự nhiên cái con người con nó tự nhiên nó thoải mái lên, và cái tâm trạng buồn đó là con sẽ không còn nữa. Sau đó là tự nhiên chồng con ở bên nhà thì cũng không kêu con về nữa, và nói với con rằng là thôi em cứ ở đấy tu đi, khi nào cửa khẩu mở rồi em hãy về, ở nhà là anh lo được hết. Này em gửi tiền mua nhà luôn phải không? Dạ. Này em gửi 600 triệu cho mua cái nhà. Khi đó thì con nói với chồng con là ở đây an lạc lắm. Bây giờ nếu như mà sau này gia đình mà có thể về được tu thì tốt quá, vì bây giờ là mẹ con cũng tu về pháp môn Tịnh Độ, mẹ con bây giờ ở ngoài Bắc. Với cả mẹ chồng con thì cũng tin Phật pháp, bà cũng thường xuyên hàng ngày niệm Phật. Nên là con cũng nói với chồng con là thôi bây giờ đằng nào cũng thế, mua một cái nhà trong này, nay mai hai mẹ mà có duyên thì vào trong này tu, có nhà sẵn rồi thì mẹ vào thì nó dễ hơn. Thì sau này thì vợ chồng con có duyên, đủ duyên thì vợ chồng con sẽ vào sau. Thì sau đó là chồng con đánh tiền về cho con mua luôn. Chưa tới 2 tháng, chắc còn 1.5 tháng à, mà chuyển một tâm hồn đau khổ, bất an. Hôm nay nhìn mặt mày hoan hỉ như vậy, chứ lúc trước lên như con mèo ướt, trời ơi nó thảm.
thôi lên nhìn thôi nó thảm, mà nó thê thảm thê lương. Bữa nay nhìn thấy quan hỷ chứ bữa đó nhìn thấy nó kinh khủng, người bất an nó hiện ra mặt. Mới đến hôm nay chưa được 2 tháng mà lại bình yên có chỗ ở, chồng gửi 600 triệu về mua cái nhà đã luôn, yên ổn để ở. Nếu mà để tự thân mà chuyển không có trì đại bi niệm quan âm thì rất lâu, vài năm không chừng. Này thời gian rất ngắn. Cho nên người bất an mà niệm quan âm thì đỡ tốn tâm lực nhanh cực kỳ như vậy. Cho nên thành ra là cái dịch bệnh hôm nay nó đang đến, thì Hòa Thượng Tuyên Hóa để dự ngôn 20 năm về trước. Ngài nói tương lai về sau mà đúng thời điểm là thời điểm hôm nay, thời điểm bây giờ là ở đây, những cái vùng mà đang dịch bệnh đó là Ngài nói về cái gì? Ngài nói là dịch khí lưu hành. Dịch khí do gì? Do sát nghiệp mà sanh ra dịch khí lưu hành. Khi mà sát nghiệp có là giết tất cả các loài chúng sanh, nó có một cái sát báo hay gọi là sát khí. Mà sát khí này nó trở thành cái dịch khí, rồi bắt đầu nó biến thành cái sát kiếp. Sát kiếp là hạn hán, là dịch bệnh. Nó tới từ những con người không biết ăn chay sát sanh. Chính xác 100%. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Ngài đã dự ngôn cách 20 năm, nói một cái pháp hội tại Los Angeles, miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Tương lai con người phải nhận cái quả báo là sát khí. Sát khí này nó gọi rằng là dịch khí lưu hành. Nó ở trong không khí không biết ngõ nào mà rờ. Muốn cứu vãn nó phải con người sửa lỗi hướng thiện, biết ăn chay niệm Phật, trì đại bi, niệm quan âm tu hành. Như hồi nãy cái lá thư Ấn Tổ, cái lá thư mà cái người đó niệm quan âm Bồ Tát mà dịch bệnh nó tiêu. Chắc chắn có điều này. Đó là cái việc thứ nhất hôm nay chúng tôi mới nói cho quý vị. Mỗi người ăn chay không sát sanh, đó là mình giúp cho môi trường bớt đi cái dịch khí lưu hành, bớt đi sát khí. Công đức người này lớn lắm, nên nghe lời chúng tôi làm điều này. Đừng có vì một miếng ăn của mình nghĩ mình không giếng mà người ta sát hại để cho mình ăn, đó cũng cộng nghiệp để thọ mạng mình ngắn lại đó. Một người ăn chay thọ mạng người đó sẽ kéo dài, chắc chắn là như vậy. Nên nghe kỹ như vậy, nhớ. Hôm bữa có một cái cô này ở Bến Tre, cô lên. Cô nói lúc trước con làm việc giám đốc một cái sở đó, con căng thẳng quá. Con có con muộn cho nên con sanh ra đứa con. Nó không được như bình thường. Và nó lớn mười mấy tuổi mà nó nói chuyện không được. Nó không biết nói. Hình như nó không biết nói mà nó cứ im lặng hoài. Thì cổ buồn lúc đó, cổ nói cô này thì nhìn ngoại hình cổ rất là đẹp mà cổ sanh ra đứa nó hơi dì hộ mà nó nói không được, cổ cũng buồn. Cổ cứ suốt ngày cứ tìm cái chỗ để treo cổ chết. Có một cái ông đó, ông trì thần chú đại bi mà có linh nghiệm, cho nên ông nói tao nói mày rồi nha Thủy, mày nghe lời tao đi, mày suy nghĩ một ngày nào đó mày sẽ treo cổ mày chết, mẹ con mày chết là đọa lạc, cho nên bây giờ mày cứ về mày chị đọc thằng chú đại bi, học mình nghe thằng chú đại bi đi. Cổ không có biết bài thằng chú đại bi là gì, không thuộc luôn, cũng không đọc được luôn, chỉ tối nghe 10 biến rồi ngủ. Mà cổ nói nghe một đại bi mà ngủ rồi nó ngon, nó không có suy nghĩ chết, nó không có ác mộng trong đó. Bà nghe cái 10 biến bà ngủ, 10 biến bà ngủ, 1-2 tháng sau cái bà mất cái ý niệm muốn tự tử chết. Thì chúng tôi mới hỏi là cái lúc mà cô sanh đứa con là trong lòng cô bất an và căng thẳng, cô nói đúng. Khi trong lòng bất an căng thẳng thì cái ý niệm đó nó ảnh hưởng trực tiếp cái người con của mình. Và khi bất an căng thẳng cho đứa con bú thì cái sữa đó trở thành sữa độc. Tổ Ấn Quang có nói điều này. Nhớ, có một số người cho con bú khi nó ré lên nó khóc, mình đang bực đưa cái miệng nó vô cái vú, nó uống một chút xíu nó ngã lăn nó chết. Sữa độc giết con trẻ, nguy hại vô cùng khi người mẹ bực bội. Nếu vậy thì phải để 2-3 ngày hoặc khi nào tâm bình khí hòa rồi á nghe, mà phải vắt một ít sữa ở trong đó, nó nằm mà sẵn cái độc ở trong đó đó, phải vắt ra, vắt ra xong lau sạch đồ vú mới cho đứa con bú. Nên lưu truyền điều này để cứu con trẻ. Chỗ này quan trọng. Khi con người bực bội mà sữa nó biến thành chất độc, đứa con phải chết, thì con thú khi mà đưa nó vô lò sát sanh giết nó bực bội, nó tức tối và nó ân hận mà nó sợ hãi như vậy, thì thịt của nó có chất độc không? Có. Ấn Tổ nói có. Vì con người bực bội mà sữa độc giết con trẻ mình hằng hà sa số rồi, huống chi chỉ là thịt mà khi con thú nó chết. Mà khi con thú nó chết thì cái tâm sân hận bực bội nó biến thành chất độc. Cho nên con người ăn thịt có độc, trong thịt có độc. Chỗ này nên lưu tâm nghe. Chỗ này quan trọng nên lưu tâm nghe. Đó là chúng tôi báo với quý vị, những người ăn mặn nên cảnh giác và giảm lần đi, chứ không thì độc tố trong người phát tác đấy. Thân thì ăn độc, uống bia uống rượu độc,
rồi tâm thì suy nghĩ buồn phiền độc thì quý vị chết sớm chứ gì nữa. Còn tâm người này có niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, người ta nghe pháp an vui như vậy, không có lúc nào mà để cho họ bị manh động, giấy động, buồn phiền, bực tức hết. Mà họ ăn chay nữa thì con người này sống 100 tuổi bình thường. Điều này là sự thật, chúng tôi nói 100% sự thật. Mà điều này là toàn bộ là nói theo lời của các vị tổ sư đi trước, không không tự ý đâu. Rồi xong rồi, cái ông mà ông chỉ cho cái cô thủy này mà nghe đại bi á, thì mới vừa rồi cổ lên trên đó, chúng tôi cho thần chú đại bi với cái cuốn kinh Di Đà lật ra cho cô coi, cô kêu ồ thần chú đại bi là vậy á hả, nghe thôi cũng không biết gì đâu mà vẫn kết quả. Linh nghiệm như con không biết bài chú đại bi là gì hết, lật ra cho cô chỉ cô mới biết cái bài chú đại bi, cô về cô học, cho cô thêm cái tượng thiên thủ để cô về cô tụng, thêm cái máy để cô tụng theo, bây giờ đủ duyên cô mới tụng 5-7 năm rồi bữa cô có gặp lại. Rồi có một cái cô đó, cô mang đứa nhỏ trong bụng, thì bác sĩ nói nó tật nguyền và nó sanh ra nó cũng chết thôi, mà chưa kịp sanh coi chừng nó chết trong bụng là nguy hiểm, thôi mổ ra đi, bác sĩ kêu mổ lấy ra đi. Thì cuối cùng cái ông đó ông cũng nói tiếp, mày nghe lời tao đi, mày về mày tụng thần chú đại bi, đừng có mổ gì hết trơn á, vài bữa mày cứ sanh ra mày nghe lời tao đi. Nó về nó tụng thần chú đại bi, thì cô này thì thuộc, cô về cô tụng chừng sanh ra đứa nhỏ nguyên vẹn không có gì hết trơn. Trời ơi, cô Thủy cô kể hai câu chuyện bản thân cổ với cái đứa đó cực kỳ linh nghiệm luôn. Hay, cho nên tỏ ấn quan cái tán thán thần chú đại bi là vậy. Mà có nhiều người tu tịnh độ, người ta chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, học niệm A Di Đà Phật là đủ rồi, thêm thần chú đại bi là sen tạp. Không phải, không phải, nói vậy không đúng. Sen tạp là lúc đang tu mà niệm Phật mà vọng tưởng, suy nghĩ, đó là sen tạp vọng tưởng. Đang trì chú mà nhiếp tâm, chuyên nhất là người này đang chuyên nhất. Đang tụng kinh mà chuyên nhất thì người này gọi là chuyên nhất. Hỏi lại mấy người tu tịnh độ kêu niệm một câu Phật hiệu là đúng, không sen tạp, vậy tụng kinh có sen tạp không? Một số các thầy cũng tụng Vô Lượng Thọ, tụng kinh Di Đà có bị sen tạp không? Mà sao kêu trì chú lại sen tạp? Không hiểu hai nghĩa. Hồi xưa chúng tôi cũng mắc phải chỗ này, không hiểu hai chữ sen tạp. Sen tạp là đang làm một việc là trì chú hay niệm Phật, hay niệm Quan Âm, hay lễ Phật mà suy nghĩ những chuyện khác là đang sen tạp vọng tưởng. Rồi mình không có tin cái pháp môn tịnh độ, đi theo thiền, đi theo mật mà đi nhiều pháp môn giáo thì mình không có pháp nào cố định, đây gọi là sen tạp. Người không có chủ lực, không có lấy cái pháp nào làm chánh hạnh. Còn nếu mà trì đại bi, niệm Quan Âm, tụng kinh, lấy những chợ hạnh đó, biết quy cái chợ hạnh đó về chánh hạnh thì giống như hổ mọc thêm sừng, rất đắc lực. Cái này, cái chỗ này văn sao nói là tuyệt, dành cho mọi căn cơ để tu hành. Chứ còn không là một câu Phật A Di Đà mà niệm thì cỡ như Hòa Thượng Tịnh Không, bậc Bồ Tát Tái Lai như Hải Hiền thì phải vô công phu nổi, còn bọn phàm phu chúng ta ngán vô không nổi, ngao ngán vô không nổi, chứ không phải đơn giản đâu. Nên nhớ kỹ như vậy. Thì thôi, thời gian hôm nay đã hết thời gian mà đúng 2 tiếng đồng hồ, hồi nãy là 9 giờ, bây giờ 11 giờ kém 5 phút. Chúc mừng cho những người có mặt hôm nay để nghe cái bài thuyết pháp hôm nay, và những người trên toàn thế giới, bên Mỹ, Úc, Canada, bên Mỹ tối nhưng mà họ vẫn theo dõi, và bên Hàn Quốc là giờ đây mới có 11 giờ bên này, mới 1 giờ trưa bên đó, 1 giờ chiều bên đó, coi như là khắp thế giới đang được nghe những điều chúng tôi nói như vậy. Và mọi người mong nhớ để cố gắng làm đi, sẽ có hữu ích thọ dụng một đời không hết đấy. Và nhất là chúng tôi an ủi gia đình. Chồng của cô Vân cũng là người Phật tử có tín tâm và thường xuống khu chuyên tu để mà công quả. Thì thôi giờ cái việc mà con người sanh tử là cái chuyện nó phải đi đến, trước sau gì phải đến thôi. Nhưng mà cái may mắn đó là cổ hiện tại của tu rất đắc lực. Thứ nhất, thứ hai đó là khi ra đi có quý thầy hỗ trợ và gia đình biết làm phước thiện. Cái đó là cái điều may mắn. Và thành tâm niệm Phật, niệm Quan Âm. Nếu mà niệm Phật mà cảm giác thấy nó không qua được, đổi qua niệm Quan Âm để cho nó an lòng, bắt đầu quay lại niệm Phật. Hai cái danh hiệu này phải đổi qua đổi lại cho hợp thời hợp lúc. Lúc khổ đau cùng cực, tinh thần bất an vô đường cùng, niệm Quan Âm là đỡ tốn tâm lực. Cái này là Ấn Tổ nói chứ không phải chúng tôi tự bịa ra đâu. Nên nhớ như vậy, nên nhớ như vậy. Đó là cái việc chúng tôi hôm nay nói như vậy. Thì thôi, thời gian đã hết, mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. No.